Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thần Diệt Cốc. Mà bên cạnh lão già trồng râu màu nâu xám chính là một lão già mặc bộ trường bào hỏa hồng sắc đang ngồi ngay ngắn. Trên người của hắn bao giờ cũng là tỏa ra một cỗ khí tức hỏa diễm kinh người, khiến cho người khác phải cảm giác như đang trong lò lửa vậy, mang lại một loại uy áp khó tả. Người đàn ông rìa mép đen gầy này chính là tộc trưởng Khuê Nhân, đại tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Bố Mặc, là đế linh sư bát giai trùng cấp, là một phương đá bá chủ của ông Châu, là một trong 32 đại châu tại Thiên Hải Đại Lục này, khống chế rất nhiều tòa thành trì tại ông Châu. Nhân vật như vậy, đi tới chỗ nào cũng đều là uy phong lấm lấm, khí khách vô cùng. Nhưng mà đối diện với lão già trong râu màu nâu xám kia, thì tộc trưởng Khuê Nhân này lại đặc biệt lộ ra vẻ cung kính và khiêm tốn. Nếu để cho những tộc trưởng và các đại gia tộc khác tại ông Châu nhìn thấy bộ dạng này của tộc trưởng Khuê Nhân, thì chỉ sợ là tất cả đều sẽ chấn động. Hả? Bát giai đế linh thảo? Thất giai long lực quá. Lão già được xưng là Tất Tiết đại sư kia sau khi nghe được tộc trưởng Khuê Nhân nói, thì ở trong đôi mắt của hắn lập tức toát ra một tia quang mang tham lam. Cả người tiếp nhận hộp ngọc của tộc trưởng Khuê Nhân, cẩn thận mở nó ra. Bên trong cái hộp thứ nhất là một cây linh dược giống như là đế vương, có 9 cành, phẳng phất như một cái vương miện đế vương, tản ra khí tức khủng bố khiến người khác không dám tới gần. Chính là bát giai linh dược trong truyền thuyết Đế Linh Tỳ. Mà ở trong hộp ngọc thứ hai chính là hai trái cây hoàn toàn là màu nâu. Hai trái cây này lớn cỡ năm đấm, trên thượng diện có vệt vằn lốm đốm, lưu truyền ở trên đạo đạo phong lục chi khí thệ thổ. Đây chính là thất giai hoàng cấp linh dược Long Lực Quả. Tộc trưởng Khê Nhân, ngươi thực sự đúng là thần thông quảng đại. Tại miền Tây Ung Châu nho nhỏ như thế, lại không nghĩ rằng ngay cả bát giai đế linh thảo cũng có. Thực sự là không giống như bình thường. Nếu để cho ngươi trở thành trưởng khống giả Ung Châu, thì chẳng phải là thuốc tiên cửu giai cũng đều có thể có hay sao? Trong mắt của lão già Tất Tiết đại sư lóe lên tia tinh quang, cười lên ha hả. Hả? Trở thành trưởng khống giả Ung Châu? Tộc trưởng Khê Nhân nghe như vậy, hai con người của hắn liền phát sáng lên, đồng thời cười cười phá lên nói. Hết thầy đều là giờ nhờ phúc của Thất Tiết đại sư. Bất quá, nếu như ta có thể thực sự trở thành trưởng khống giả Ung Châu, thì ta không dám cầm đoan kiểu dài thuốc tiên. Nhưng mà linh dược thất dài bát dài thì ta tin tưởng là có thể tuyệt đối muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tộc trưởng Khê Nhân lên tiếng thể thốt. Tộc trưởng Khê Nhân, không cần phải gấp. Ngươi đã có thần diệt cốc của ta ủng hộ, thì tất nhiên ngươi có thể có cơ hội nắm quyền hành ở toàn bộ Ung Châu này. Tất Tiết đại sư cười tủm tỉm lên tiếng, dùng tay vuốt vuốt trong râu màu nâu xám của mình. Vậy thì Khuê Nhân ta liền cảm tạ thần diệt cốc cùng với Tất Tiết đại sư đã ủng hộ ta. Sau khi nghe được Tất Tiết đại sư ám chỉ, lúc này Khuê Nhân kích động lên tiếng, ngay cả con mắt cũng đều đỏ ửng lên. Thần diệt cốc này chính là một trong hai thế lực cao cấp nhất của Thiên Hải Đại Lục, cường giả nhiều như mây, âm thầm khống chế trong 32 châu tại Thiên Hải Đại Lục. Thực lực hoàn toàn là áp đảo Ung Châu, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì toàn bộ đại lục này đều không có người nào dám ngỗ nghịch. Mà Tất Tiết đại sư chính là linh dược đại sư ở trong Thần Diệt Cốc, một thân tạo nghệ linh dược học cực kỳ kinh người, là một lá gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, đồng thời cấp bậc linh sư cũng đạt đến đế linh sư bát giai trùng cấp, tại Thần Diệt Cốc cũng thập phần hiển hách. Cho tới bây giờ, Khuê Nhân đều là một mực không cam lòng chỉ làm chư hầu của một phương tại Ung Châu. Nhưng mà đối mặt với gia tộc Lạc Tư cường thế, thành chủ Bài Nhân Lý Hy, cường đại thì Khuê Nhân cũng chỉ biết lắc đầu mà bất đắc dĩ. Bất quá, bây giờ đang có thần diệt cốc ủng hộ thì hết thời đã khác hẳn lúc trước. Tuy rằng gia tộc Lạc Tư cường đại nhưng mà ở trước mặt mọi người ở trong hai thế lực cao cấp nhất của Thiên Hải Đại Lục này là thần diệt cốc thì lại không đáng một xu. Như vậy thì chuyện đại gia tộc Bố Mặc của mình trở thành đệ nhất gia tộc tại Ung Châu cũng là một chuyện nắm trong tầm tay. Trong đại sảnh, khóe miệng của tộc trưởng Khuê Nhân lộ ra vẻ mỉm cười, phác họa hình ảnh mỹ hảo tương lai của gia tộc. Lúc này hắn đã tưởng tượng ra quang cảnh chính bản thân mình xuất lĩnh gia tộc Bố Mặc đứng trên đỉnh uy phong của Ung Châu. Tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt. Nhưng mà ngay tại lúc Khuê Nhân đang làm việc ở trong ước mơ mỹ diệu của mình, thì một hồi tiếng bước chân kịch liệt đột nhiên vang lên bên ngoài đại sảnh, đồng thời một thanh âm sợ hãi từ bên ngoài mãnh liệt truyền vào tai của hắn, lập tức kéo hắn trở về với thực tế. Khuê Nhân không khỏi nhíu mày một cái, trong mắt toát ra vẻ giận dữ. Vì tiếp đái Tất Tiết đại sư nên hắn đã cố ý phân phó thủ hạ không có chuyện gì quan trọng thì đừng có quấy rầy. Vậy nhưng hắn lại không nghĩ rằng vẫn có người giống to lỗ mãng.
quấy nhiễu đến khách quý như vậy, điều này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không vui. Tất tiết đại sư, thủ hạ của ta là không có hiểu chuyện đã kinh động đến ngài rồi, ta sẽ khiến cho hắn phải lui đi. Khuê nhân nhìn Tất Tiết rồi nói, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Không sao, tổng trưởng Khuê nhân, nói không chừng thì thực sự có chuyện quan trọng rồi, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Nhận được ba gốc tài liệu trân quý nên tâm tình của Tất Tiết rất tốt, hắn lên tiếng nói. Khuê nhân do dự một lát, nhẹ nhẹ gật đầu. Hắn đã phân phó thủ hạ đừng có quấy rầy, nhưng bọn hắn vẫn vội vàng đến như thế thì hiển nhiên là chắc có chuyện xảy ra. Vậy thì vào đi. Khuê nhân vừa lên tiếng, cửa lớn đại sảnh đang đóng chặt thoáng cái bị mở ra. Một lão già mang trên mặt vẻ kinh hoàng và lo lắng từ bên ngoài bước vào, chính là tổng quản gia, tộc Bố Mặc. Lão già này vừa đi vào đại sảnh thì phốc một tiếng, ngay lập tức quỳ xuống. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ uất ức lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân à, việc lớn không tốt. Là Văn Đại Công Tử, hắn ở Đoan Mộc Thành đã bị người... Nói đến đây, lão già òa lên khóc ô ô. Là Văn bị làm sao? Rốt cuộc thì... Khuê nhân kia không cách nào bảo trì chấn định nữa, hắn quát lên. Là Văn Đại Công Tử, hắn đã bị người ta giết chết rồi. Lão già thống khổ kêu lên. Cái gì? Trên mặt của Khê Nhân lập tức bao phủ một lớp tro tàn, cả người mạnh mẽ đứng dậy, ấm trà trên bàn thoáng cái bị hắn hất tung, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ. Chuyện gì vậy? Là Văn hắn như thế nào lại bị giết ở Đoan Mộc Thành? Pháp mẫu lạp áo và áo bị ra đâu? Không phải là khiến bọn hắn đi theo Lạp Văn hay sao? Mau khiến bọn hắn tới đây gặp ta, ngay lập tức tới gặp ta. Khê Nhân gào lên, sắc mặt mang theo một mảnh kinh sợ như là tro tàn. Tộc trưởng đại nhân à, tháp mẫu lạp và áo bị ra cũng chết rồi. Đều bị giết chết cả rồi. Lão giả lên tiếng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đột kích dũng mãnh. Cái gì? Hả? Hả? Tháp mẫu là bảo bị ra cũng giết chết là sao? Đến tôi cùng là ai? Có phải là gia tộc Lạc Tư hay không? Trong đôi mắt của Khuê Nhân mang theo vẻ khó tin gào lên. Ừ, không không, là một thanh niên, một thanh niên tóc đen tên là Kiệt Sâm. Hắn đã xảy ra xung đột đối với La Văn thiếu gia trong lĩnh vực gác. Sau đó, hắn đã giết chết thiếu gia. Tộc trưởng đại nhân à, sau đó thanh niên kia còn gửi một thông điệp đến. Người nói cái gì? Tên thanh niên kia, sau khi giết La Văn còn nói cái gì nữa? Nói rõ ràng xem nào. Sau khi nghe xong lão giả nói, Khuê Nhân vốn đang cực kỳ phẫn nộ lập tức bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng mở miệng truy vấn. Thanh niên tên là Kiệt Sâm kia nói, hộ vệ còn sống chuyển cáo lời hắn tới tộc trưởng đại nhân người. Nói là muốn tìm hắn báo thù thì hắn sẽ không có ngần ngại. Bất quá, trước khi báo thù thì chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn nói là gia tộc Bố Mặc chúng ta từ nay về sau sẽ bị xóa tên trên thiên hải đại lục. Từng lời lão giả nói như là chỉ nặng ngàn cân nện vào trong lòng của Khuê Nhân, vang vọng trong nội tâm. Khiến cho hắn tâm tình vốn đang cực kỳ phẫn nộ lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn thực sự có nói như thế sao? Khuê Nhân vẫn không thể tin được. Đúng vậy đấy, tộc trưởng đại nhân à, căn cứ vào tin tức của Đoan Mộc Thành truyền về thì tất cả đều ở trang diện nghe được lời nói này. Lão già vội vàng nói. Một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi, một chiều đánh chết tháp mẫu lạp và áo bị ra. Hắn tối thiểu cũng là một đế linh sư bát giai. Lại còn nói, nếu như là gia tộc Bố Mặc ta báo thù thì liền khiến cho Bố Mặc gia tộc ta bị xóa tên vĩnh viễn khỏi thiên hải đại lục đó. Những lời này khiến cho Khuê Nhân vốn tràn ngập sát ý ở trong nội tâm, một lòng muốn bảo thù, lập tức là do dự. Đối phương đã dám nói như vậy thì hiển nhiên là căn bản không thể để cho gia tộc Bố Mặc trong lòng. Hơn nữa, nhìn thực lực của thanh niên kia, chỉ chừng ấy tuổi mãn đã cường đại như vậy, hiển nhiên không phải là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt của Khuê Nhân biến ảo vô cùng. Không biết là hắn đang nghĩ gì nữa. Trong đại sảnh, về phẫn nộ trên mặt của Khuê Nhân biến ảo vô cùng, không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì. La Văn là đứa con trai đầu tiên của hắn, cũng là đứa con hiểu chuyện nhất trong đám con cái đông đảo. Vì vậy mà hắn rất thương đứa con đức độ này. Nhưng mà năm gần đây, được Khuê Nhân chỉ điểm, La Văn đã dần dần tham dự vào một ít sự vụ cỡ lớn của gia tộc. Khuê Nhân có ý định bồi dưỡng La Văn trở thành người thừa kế. Không đến vài năm sau, một khi hắn thoái vị thì La Văn sẽ đền chức tộc trưởng của gia tộc. Nhưng mà ngày hôm nay, đứa con hắn yêu thương nhất đã chết, mà là con người bị đánh chết tại thành Đoan Mộc. Cái này khiến cho Khuê Nhân cảm thấy đầy phẫn nộ ở trong nội tâm. Hai tay của hắn nhắm lại thành nắm đấm, gần xanh nổi đầy trán, hai con người đỏ thẫm,
Hiển nhiên hắn đã tức giận đến cực hạn. Trong nội tâm hắn chỉ hận không thể chém chết Kiệt Sâm thành tám mảnh, ngũ mã phanh thây. Nhưng mà lúc này, từ sâu trong đôi mắt của Khuê Nhân lại ẩn ẩn có chút do dự và sợ hãi. Theo như lời của tên quản sự nói thì Kiệt Sâm này hiển nhiên là một gã đế linh sư bát giai. Nếu là đế linh sư bát giai bình thường, thì thân là đế linh sư bát giai trùng cấp như là Khuê Nhân, chưa hẳn đã sợ hãi. Nhưng mà Kiệt Sâm chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa sau khi đánh chết La Văn thì vẫn còn nói ngông cuồng. Điều này khiến cho Khuê Nhân không khỏi phải sợ, do dự, trong nội tâm lại tràn đầy cảnh giác. Tuổi càng lớn càng khuếch trương thế lực gia tộc, Khuê Nhân làm việc này vô cùng cẩn thận. Mà nhìn tên Kiệt Sâm kia, vô luận là phương diện nào thì hiển nhiên cũng đều xuất thân từ một thế lực lớn. Hơn nữa còn là một đại gia tộc không thể để cho bố mặc của hắn ở trong mắt. Nói là muốn xóa tên gia tộc của mình khỏi Thiên Hải Đại Lục, cái này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi trong nội tâm. Khuê Nhân tự nhận mình không phải là một người nhát gan, nhưng mà giờ phút này đây thì trong lòng của hắn lại không khỏi do dự. Mối thù giết con, không đợi trời chung. Nhưng mà trước mặt những thế lực tuyệt đối, trước mặt một ít cường giả, bởi vì gia tộc, Khuê Nhân không thể nào mà cân nhắc hậu quả khi báo thù được. Khiến cho tộc bố mặc bị xóa tên khỏi Thiên Hải Đại Lục sao? Khẩu khí của Kiệt Sâm này quả thực là lớn đó. Đang lúc vẻ mặt của Khuê Nhân biến ảo, do dự, thì bất định một đạo thanh âm cao ngạo tràn ngập vẻ đạm mạc lại đột nhiên vang lên bên tai hắn. Người vừa lên tiếng chính là Tất Tiết Đại Sư, vừa nhận được một căn bát giai đế linh thảo và thất giai long lực quả của tộc trưởng Khuê Nhân. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tất Tiết Đại Sư. Sau khi Tất Tiết Đại Sư nói, Tất Tiết Đại Sư không khỏi là cười lạnh, trong đôi mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Khuê Nhân, về điểm này thì ta muốn phê bình người. La Văn là đứa hài tử kia lần trước ta thấy, quả là không tệ đâu. Mặc kệ cái tên Kiệt Sâm kia có thực lực thế nào, xuất thân từ thế lực gì, nhưng mà hắn đã giết La Văn. Thân là phụ thân như người, tộc trưởng đương nhiệm của cả gia tộc, thì như thế nào cũng không được sợ hãi lùi bước. Trong giọng nói của Tất Tiết mang theo vẻ phê bình và chỉ trích rồi nói. Bằng không, khiển trách thành viên gia tộc nhìn ngươi lợi hại như thế nào ở đại lục này. Tất Tiết Đại Sư, Kiệt Sâm kia đã có thể dễ dàng đánh chết Tháp Mẫu Lạp và Áo Bị Gia, hiển nhiên cũng là đế linh sư bát giai. Hơn nữa, hắn lại còn trẻ tuổi đó. Ta sợ... Tộc trưởng Khuê Nhân tâm thần bất định lên tiếng. Sợ sao? Người đã có thần diệt cốc ta ủng hộ thì còn sợ cái gì? Ta ngược lại là muốn nhìn cái tên Kiệt Sâm này đến tụi cùng là xuất thân từ thế lực gì, mà nó lại ngang ngược cản rỡ như thế. Còn dám không để sự ủng hộ của thần diệt cốc đối với gia tộc Vũ Mặc vào mắt sao? Khóe miệng của Tất Tiết lộ ra vẻ cười lạnh, trong đôi mắt tàn mát ra sát ý. Khuê Nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Việc gia tộc bố mặc ngươi làm cho ta ngày hôm nay, ta nhất định sẽ quản. Lát nữa nếu Kiệt Sâm kia không cho ta một cái công đạo, thì Tất Tiết ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thê thảm. Tất Tiết Đại Sư vuốt vuốt trong râu màu nâu xám của mình, giọng ngạo nghễ lên tiếng. Mà tộc trưởng Khuê Nhân là một bên nghe thấy như vậy, còn mắt liền phát sáng, toát ra vẻ kích động. Sở dĩ lúc trước hắn do dự là bởi vì thực lực cường đại và bối cảnh không rõ ràng kia của Kiệt Sâm. Nhưng mà ngày hôm nay Tất Tiết Đại Sư đã mở miệng muốn ra mặt thì khiến cho Khuê Nhân hắn vô cùng mừng rỡ trong nội tâm. Tất Tiết Đại Sư là ai? Chính là đế linh sư bát giai trùng cấp, linh dược hoàng dư thất giai cao cấp, là linh dược đại sư của thần duyệt cốc, một trong hai thế lực cường đại nhất của Thiên Hải Đại Lục. Đã có hắn xuất đầu lộ diện thì vô luận là Kiệt Sâm kia dựa vào thế lực bối cảnh như thế nào ở sau lưng thì Khuê Nhân này không sợ. Mà nói thực lực, Khuê Nhân đã không khỏi đem ánh mắt nhìn lên người của lão già mặc trường bào hỏa hồng sắc thủy chung im lặng đứng một bên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đột kích hùng mãnh. Lão già kia chính là hộ vệ của Tất Tiết Đại Sư, một trong thất vương thần diệt cốc, là đế linh sư bát giai đỉnh phong hệ hỏa, Bạc Khắc Nì Nhĩ. Khuê Nhân là minh bạch trong nội tâm, Bạc Khắc Nì Hì Nhĩ đến từ thần diệt cốc này mặc dù chỉ là một trong thất vương, nhưng mà thực lực của hắn vô cùng cường đại, uy danh hiển hách trên đại lục, coi như là người mạnh nhất của Ung Châu, thành chủ Đoan Mộc, tộc trưởng gia tộc Lạc Tư bái nhân Lý Hy thì cũng chỉ là ngang nhau, không phân cao thấp. Có hắn ở đây thì cho dù là Kiệt Sâm kia cường đại như thế nào thì cũng dễ như trở bàn tay, căn bản là không đáng gì lo ngại. Đó như vậy thì Tất Tiết Đại Sư, Khuê Nhân ta là xin đa tạ ngài trước. Lúc này đây Khuê Nhân quỳ một chân ở trên nền đất, thần sắc vô cùng kích động và cung kính. Nếu như đại sư có thể thay tiểu nhi báo thù, thì từ nay về sau, gia tộc bố mặc ta sẽ mặc cho ngài phân phó. Khuê Nhân cắn răng,
giống như đã quyết định điều gì đó trong nội tâm. Tàu trưởng Khuê Nhân, không cần phải như thế đâu. Trên mặt của Tất Tiết lập tức lộ ra dáng tươi cười, nâng Khuê Nhân dậy. Những năm gần đây, gia tộc bố mặc của ngươi cung cấp cho ta không ít linh dược trần quý. Hôm nay là gặp phải chuyện này, tất nhiên là ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi. Vậy thì Tất Tiết đại sư, ta sẽ lập tức phân phó thủ hạ cùng nhau đi tới Thành Đoan Mộc, báo thù cho La Vân. Trong đôi mắt của Khuê Nhân bắn ra tiêu hào mộng, hòa quang âm lãnh. Không cần đâu. Những thủ hạ của ngươi hãy từ Hắc Lâm Thành đến Đoan Mộc thì tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ là khi đến nơi thì tên kiệt sâm kia đã ra đi rồi. Hiện giờ ba người chúng ta lập tức đến Thành Đoan Mộc, đánh chết cái tên kiệt sâm kia để báo thù cho La Vân. Tất Tiết không bỗng nhiên đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng. À, tốt. Tộc trưởng Khuê Nhân cũng mạnh mẽ đứng dậy, trong miệng hét lớn, đôi mắt tách ra sát ý vô tận lạnh như băng. Kiệt sâm, người giết La Vân con trai ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Khuê Nhân cắn răng nói trong nội tâm. Một lát sau, sau khi đơn giản phân phó thủ hạ, ba người hóa thành ba đạo lưu quang tản mát ra khí tức đáng sợ, từ trong phủ đệ gia tộc bố mặc bay vút ra, hướng về phía Thành Đoan Mộc như bão táp. Cùng lúc đó, cử động của tộc trưởng Khuê Nhân cùng thông qua một ít con mắt tình báo, dùng mọi thứ vương phương thức mà truyền đi khắp toàn bộ Ung Châu. Tộc trưởng Khuê Nhân đã tức giận rồi, đang trên đường đến Thành Đoan Mộc báo thù đó. Phải, có người nói có hai gã cao thủ cường đại đi theo Khuê Nhân, khí tức không phải là tộc trưởng Khuê Nhân gia tộc bố mặc có thể so sánh được. Trong đó, ta thấy có một người khí tức càng vượt xa tộc trưởng Khuê Nhân, lại vô cùng kinh hãi thế tục đó. Kiệt sâm kia quả thực là nguy hiểm rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của vô số đại gia tộc tại toàn bộ Ung Châu đều hội tụ lại Thành Đoan Mộc. Tất cả mọi người đều biết rõ một phen cuồng phong báo tố kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra. Lúc này đây, toàn bộ các cơn sóng ngầm ở trong Thành Đoan Mộc bắt đầu chuyển động, phong vân thay nhau nổi lên. Đây chính là thời điểm thế lực tứ phường hội tụ. Vậy nhưng kiệt sâm này thân là người ở trong cuộc, lại làm khách trong phủ thành chủ vẫn hồn nhiên chưa phát giác, vẫn còn đang trao đổi với thành chủ bái nhân Lý Hy. Sao? Sinh mệnh chi thủy? Tại ghế chủ vị, thành chủ bái nhân Lý Hy cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu khẩn khẩn lên tiếng. À, kiệt sâm huynh đệ à, ta chưa bao giờ nghe nói qua sinh mệnh chi thủy, cũng không biết là xuất xứ của nó từ đâu. Cho dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nội tâm sau khi nghe chính miệng thành chủ bái nhân Lý Hy nói ra, thì kiệt sâm vẫn không khỏi có chút thất vọng trong nội tâm. Không sao, thành chủ bái nhân Lý Hy, ta cũng chỉ là tù tuyện hỏi thăm mà thôi. Kiệt sâm không khỏi cười cười. Kiệt sâm huynh đệ, ngươi cũng không nên nản chí. Ngươi đã nói ra rồi, không bằng như thế này đi. Ngươi cứ ở lại phủ đệ của ta 2 ngày, bởi vì gia tộc Lạc Tư của ta cũng không làm sinh ý linh được chuyển đến, nhưng mà những chuyện quan trọng đến linh dược thì ta cũng không chú ý nhiều. Bất quá, tuy ta không biết, nhưng có lẽ những gia tộc khác hoặc là những thế lực khác ở Ung Châu này không chừng đã từng nghe nói qua sinh mệnh chi thủy. Hãy đợi cho yến hội chấm dứt thì ta sẽ liền phái thủ hạ nghe ngóng bốn phía thoáng trong một cái, có sẽ thu được một ít manh mối gì đó. Thành chủ bá nhân Lý Hy mỉm cười. Sao? Ở lại đây 2 ngày? Kiệt sâm nhíu mày, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong chờ của thành chủ bái nhân Lý Hy, kiệt sâm cũng gật đầu rồi nở nụ cười. Tốt, vậy thì ta sẽ xin phép làm phiền ngài 2 ngày, thành chủ. Hôm nay, kiệt sâm cũng không hiểu ra sao đối với sinh mệnh chi thủy, hết thầy cũng là nghe ngóng từ đầu, và cũng muốn hỏi thăm những thế lực nữa. Dù sao thì thành chủ bái nhân Lý Hy là thế lực bản thổ của Thiên Hải Đại Lục, hắn đã phái người nghe ngóng, thì hiển nhiên so với mình mù quáng đi tìm hiểu thì tốt hơn rất nhiều. Nói không chừng sẽ có một ít tin tức. Dù gì thì kiệt sâm cũng không thiếu 2 ngày ngắn ngủi như vậy. Trong ngày không khí vui vẻ, yến hội kéo dài thêm gần 2 canh giờ, sau đó rốt cục là kết thúc. Rồi sau đó, dưới sự mời chào nhiệt tình của thành chủ bái nhân Lý Hy, kiệt sâm và thành chủ bái nhân Lý Hy cùng trao đổi kinh nghiệm tu luyện cùng nhau. Dùng thực lực như thế của kiệt sâm trao đổi về đế lịch sư bát giải đỉnh phong như là bái nhân Lý Hy, thành chủ thì tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chỉ trao đổi vẹn vẹn một lát đã vạch ra 3 sai lầm khi tu luyện của thành chủ bái nhân Lý Hy. Hơn nữa còn sửa chữa cho hắn. Cái này khiến cho thành chủ bái nhân Lý Hy tràn đầy khiếp sợ đối với kiệt sâm. Lúc này trong lòng hắn mới hiểu được tạo nghệ linh sư của người trẻ tuổi trước mặt mình kinh người như thế nào. Mà lúc kiệt sâm trao đổi kinh nghiệm với thành chủ bái nhân Lý Hy, thì trong phủ thành chủ, 3 đạo lưu quang mang theo uy áp đáng sợ từ bên ngoài bay vút vào trong thành Đoan Mộc, đáp xuống một trong những cỡ lớn ở trong thành. Lâu này chính là chân bảo của gia tộc bố Mặc, đệ nhất linh dược thế gia tại Ung Châu, mở ra trong thành Đoan Mộc.
đồng thời cũng là một phân bộ của gia tộc Bố Mặc tại thành Đoan Mộc. Ba đạo lưu quang kia vừa hạ xuống đã tản mát ra uy áp đáng sợ, lập tức kinh động đến tất cả những thành viên trong toàn bộ chân bảo các. Những thành viên này đều nhao nhao chạy như điên ra khỏi phòng, đi tới bãi đất trống sau lầu các. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của người trên đất trống, ánh mắt của tất cả những thành viên ở đây đều toát ra vẻ kích động, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở. Ba đạo thân ảnh này chính là ba người khuê nhân và vào từ thành Hắc Lâm tiến đến. Vậy thì thi thể của con trai ta ở đâu? Khuê nhân vừa thấy được những thành viên này đã truy vấn. Tộc trưởng khuê nhân vì xót xa con trai nên vừa tới chân bảo lâu thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là nói về thi thể của con trai mình tột cùng là ở đâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được lời của tộc trưởng khuê nhân nói, tất cả thành viên ở đây đều ngây dại thóng một cái. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Sao? Con trai ta đâu? Tộc trưởng khuê nhân quát lên một tiếng quát chói tai. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, sát ý tung hoành, lạnh lùng bao phủ tất cả mọi người ở đây. Sát khí kiên nặng trịch giống như là thực chất, khiến mặt của tất cả mọi người ở đây đều tái nhợt, cơ hồ không thể thở được. Nhanh lên, hãy mang thi thể của La Văn Đại Công Tử đến đây. Trong đám người, chỉ có một lão già đứng ở hàng đầu tiên lập tức lên tiếng. Vài thành viên liếc nhau, trở rất nhanh xông vào trong sân phía sau. Một lát sau, mấy người mang theo một cái quan tài từ trong sân đi ra. Sắc mặt của khuê nhân âm trầm, lúc này đi tới rất nhanh. Trong đôi mắt mang theo vẻ run rẩy, hắn mở nắp quan tài ra. Vừa nhìn thấy cả người tộc trưởng khuê nhân lập tức ngây dại. Một khắc sau thì hai hàng nước mắt của hắn lập tức chảy xuôi. Trong miệng của khuê nhân phát ra tiếng kêu thê lương, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Hai nắm tay nhắm lại thành nắm đấm, một cỗ khí tức khủng bố, khó tả, từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra như là núi lửa phun trào. Kiệt Sâm, ta là muốn người chết, muốn người phải chết đi. Ta muốn bầm thay người thành vạn đoạn. Vô luận người tới từ gia tộc nào hay là thế lực ra sao, vô luận là người chạy tới chân trời góc biển gì, thì khuê nhân ta nhất định sẽ giết chết người, giết chết người, giết chết hết thảy mọi người có quan hệ tới người, để an ủi linh hồn linh thiêng của con trai ở trên trời. Khuê nhân gào thét. Một cỗ khí lăng lệ ở trong cơ thể của hắn không ngừng tự chủ, lan ra khiến không ít thành viên xung quanh đều phải té ngã. Ngẩng đầu lên nhìn tộc trưởng khuê nhân đang điên cuồng giống như là ma quỷ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau lưng khuê nhân, Tất Tiết cùng với bà Khắc Ni Nhĩ cũng ở phía trước, nhìn vào trong quan tài. Trong quan tài, căn bản không có bất luận thi thể gì hết, chỉ là một vũng máu, căn bản không thể phân biệt được diện mục. Nói mau, Kiệt Sâm kia bây giờ hắn ở đâu? Trong lúc kinh sợ, tộc trưởng khuê nhân quát lên, sát ý vô tận phảng phất như là biển gầm vậy, phô thiên cái địa, bao phủ hết thảy. Tộc trưởng đại nhân à, hiện giờ Kiệt Sâm kia đang ở trong phủ của thánh chủ. Lão già đầu lính kia mang theo vẻ sợ hãi trên mặt, nơm nớp lo sợ lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, e là sợ chọc giật đến tộc trưởng khuê nhân. Phủ thánh chủ sao? Lông mày lạnh như băng của khuê nhân không khỏi cứng lại, hắn chợt lên tiếng. Kiệt Sâm kia như thế nào mà lại ở trong phủ thánh chủ? Chẳng lẽ hắn và gia tộc Lạc Tư có quan hệ sao? Tộc trưởng khuê nhân à, là thế này. Lập tức, lão giả kể lại chuyện của Kiệt Sâm xung đột với hộ vệ phủ thành chủ và vệ quan trong thành, lớn tiếng quát mắng, dẫn đến thành chủ bái nhân Lý Hy phải lộ mặt, rồi sau đó đi theo thành chủ bái nhân Lý Hy tiến vào trong chủ phủ thành chủ nói chuyện. Nói như vậy, thì hôm nay thành chủ bái nhân Lý Hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kiệt Sâm. Trước kia bọn hắn căn bản không có quen biết. Khuê nhân dụng hết toàn bộ lực để bảo trì chấn định, hắn bình tĩnh lên tiếng. Khuê nhân, vậy thì đi thôi, mặc kệ là cái tên Kiệt Sâm kia có bối cảnh thế nào, nhưng mà hắn đã dám đánh La Vân chết thành cái bộ dạng như thế này, thì ta nhất định sẽ bảo trì thay người. Đi thôi, hiện giờ chúng ta cùng nhau tới phủ thành chủ. Tất Tiết đại sư cũng lạnh lùng lên tiếng, đồng thời cùng với Bạc Khắc Hy Nhĩ chậm rãi bay lên. Tộc trưởng khuê nhân ở một bên cũng bay lên, nhưng mà không đợi hắn rời khỏi phủ đệ thì thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về mấy tráng hán đang lạnh run đứng trên đất trống. Nếu ta nhớ không nhầm thì các người hẳn là thủ hạ áo bỉ già hộ vệ La Văn con ta. Thanh âm đạm mạc của khuê nhân vang lên, đôi mắt bình tĩnh không mang theo một tia cảm tình. La Văn con ta đã chết rồi, các người như thế nào vẫn còn chưa chết? Tộc trưởng xin tha mạng, tha mạng.
Nghe được thanh âm đáng sợ như là tử thần kia của Khuê Nhân, vài tên lâm trận bỏ chạy, tìm được đường sống từ chỗ chết khỏi tay Kiệt Sâm, phốc một cái liền quỳ xuống, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tha mạng sao? Ta tha cho các ngươi thì La Văn con ta có sống lại được không? Thân là hộ vệ của con ta mà ngay cả tính mạng của con ta cũng không bảo vệ được. Đồ phế vật. Phế vật bậc này thì cũng không cần phải lưu lại nữa. Khuê Nhân sẵn giọng lên tiếng, trong đôi mắt hiện ra một tia sát ý. Mấy sợi tơ kim sắc bỗng nhiên hiện ra trong hư không, trực tiếp xoay qua phần cổ mấy tên hộ vệ kia. Đôi mắt của mấy tên hộ vệ kia lập tức trợn tròn, trượt một vết máu chậm rãi xuất hiện ở cổ bọn hắn. Rồi sau đó, đầu của vài tên hộ vệ lăn xuống lồng lốc. Tiếp theo là những thi thể không đầu vô lực bổ nhào, một chùm máu tươi bắn ra tùng tóe như là suối, phun ra từ cổ bọn hắn, bay ra ngoài mấy trượng. Đến khi chết thì mắt của bọn hắn vẫn mở trừng trừng, mang theo vẻ hoảng sợ khó tả. Trong hư không, ánh mắt của Khuê Nhân lại lạnh như băng, xẹt qua rất nhiều thành viên bên dưới, sau đó cả người phóng lên trời, ba đạo thân ảnh liền điên cuồng bay về hướng phủ đệ thành chủ. Dùng tốc độ ba người của Khuê Nhân, chỉ là một lát sau, ba đạo thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đã đi tới trước cửa thành thường chủ. Người nào vậy? Nhìn thấy thân ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện, rất nhiều hộ vệ ở cửa ra vào phủ thành chủ lập tức quát lên. Khuê Nhân hừ lạnh trong nội tâm, cũng không hề liếc những hộ vệ kia mà ánh mắt trực tiếp xuyên thấu trùng trùng điệp điệp trở ngại, thẳng vào trong chỗ sâu nhất của phủ thành chủ. Ai là Kiệt Sâm? Mau cút ra đây nhận lấy cái chết! Một khắc sau, một thanh âm nổ vang như là sấm rền từ trong miệng của Khuê Nhân vang lên, vang vọng trên không toàn bộ thành Đoan Mộc. Trong phòng khách sâu trong phủ thành chủ, Kiệt Sâm và thành chủ bái nhân Lý Hy đang trao đổi. Đột ngột. Ai là Kiệt Sâm? Cút ra đây nhận lấy cái chết! Nghe thấy một đạo tiếng vang ầm ầm như là đột nhiên vang lên bên tai Kiệt Sâm, đồng thời vang vọng ở toàn bộ thành Đoan Mộc. Kiệt Sâm đang giảng giải cho thành chủ bái nhân Lý Hy liền dừng lại, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài phụ thành chủ. Tại đầu đó, Kiệt Sâm cảm thấy ba đạo khí tức có chút cường đại. Là ai vậy? Bái nhân Lý Hy đang hoàn toàn nhập tâm vào lời nói của Kiệt Sâm lại bị cắt ngang, lông mày không khỏi nhíu, cùng đi về phía ngoài cửa phủ đệ. Cùng lúc đó, tiếng quát chói tai của tộc trưởng Khuê Nhân khiến ánh mắt của tất cả dân chúng trong thành Đoan Mộc này đều tập trung vào đây. Tất cả mọi người đều biết rõ, đại sự sắp sửa xảy ra. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng điên cuồng lao về phía hướng phủ thành chủ như là đại hồng thủy vỡ đê. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ở cửa phủ đệ thành chủ có ba đạo thân ảnh tản ra khí tức rất đáng sợ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ sâu nhất của phủ thành chủ, ánh mắt lạnh như băng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm. Là ai? Tìm Kiệt Sâm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng trong toàn bộ thành Đoan Mộc. Cùng với đó là một thiếu niên tóc dài màu đen mặc trường bào màu đen từ trong chỗ sâu phủ thành chủ chậm rãi bay ra, xuất hiện trước tầm mắt của tất cả dân chúng. Lúc hai ánh mắt đối diện với nhau cùng một chỗ trong hư không, Khuê Nhân tiến lên phía trước hai bước, trong cơ thể bộc phát ra chiến ý đáng sợ, đôi mắt tán ra oán độc và sát ý vô tận. Vạn chúng dân chúng đang chú ý về trận đấu sắp sửa diễn ra. Bởi vì tiếng gào thét làm cho kinh động, tất cả dân chúng của thành Đan Mộc đã đi ra ngoài hết. Ê, mau nhìn xem, đó hình như chính là tộc trưởng Khuê Nhân của gia tộc Bố Đạp đó. Phải, tộc trưởng Khuê Nhân như thế nào mà lại là lối như thế trước cửa phủ thành chủ? Đây... có vẻ là chính là khiêu khích uy nghiêm của thành chủ bái nhân Lý Hy đấy. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Nhưng mà Kiệt Sâm là ai? Ta có nghe nói qua thiếu gia La Văn, gia tộc của Bố Mặc đã bị một thanh niên đánh chết ở cửa ra vào Linh Dược Các ở trong sáng nay đây. Mà cái thanh niên kia gọi là Kiệt Sâm, bây giờ đang ở trong phủ thành chủ đó. Tộc trưởng Khuê Nhân là tới đây để báo thù rồi. À thì ra là vậy, ta cũng có nghe nói. Như vậy thì Kiệt Sâm kia sắp xong đời rồi. Tộc trưởng Khuê Nhân kia chính là đế linh sư bá giai trung cấp, thực lực có thể đứng ở top 5 tại Ung Châu chúng ta. Phải, cái này thì cũng không nhất định đâu. Kiệt Sâm này có thể tiến vào phủ thành chủ, nói không chừng có quan hệ tới chủ đó. Chỉ cần thành chủ bá nhân Lý Hy nguyện ý bảo vệ hắn, thì tộc trưởng Khuê Nhân kia cũng làm gì có cách nào khác nữa đây. Giờ khắc này, trên không thành phủ của Đoan Mộc, linh lực khí tức vô biên toát ra. Uy áp đáng sợ tỏa ra khắp thiên địa, hấp dẫn toàn bộ thế lực và dân chúng bên trong thành trì rời khỏi chỗ ở, trong miệng xì xào bàn tán lên tiếng. Nhưng mà Kiệt Sâm kia lại vô cùng bình thản nhìn qua ba người Khuê Nhân đang đứng cao ngạo như là ma thần ở phía đối diện, mặt không có chút biểu lộ. Phía sau của hắn, một đạo lưu quang hỏa hồng sắc bốc lên,
chính là Khắc Lôi Nhã đi tới bên cạnh hắn. Là ai? Là tìm Kiệt Sâm ta? Kiệt Sâm chậm rãi đáp xuống cửa ra vào phủ thành chủ, trên mặt mang theo vẻ rất bình tĩnh, nhìn ba người khuê nhân, đạm mạc lên tiếng, không có bất cứ sợ hãi hay khiếp đảm gì. Người chính là Kiệt Sâm. Cửa ra vào phủ thành chủ, ánh mắt như điện của khuê nhân nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt, trong đôi mắt của hắn tràn ngập sát ý, hai tay nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt vô cùng oán độc gắt gao nhìn chăm chăm vào Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, chính là tập trung vào Kiệt Sâm, linh lực bát giai trung cấp cuồn cuộn không ngừng ở trong cơ thể của hắn. Phải, các hạ là ai? Kiệt Sâm nhìn qua khuê nhân, tự hồ không chút cảm giác được sát khí trên người của hắn, ngữ khí rất bình tĩnh rồi nói. Và chính người là người vừa kêu to tên ta. Kiệt Sâm, người có biết ta là ai không? Khuê nhân gào thét, cả người tiến đến một bước, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Từ sau khi nhìn thấy thi thể của La Văn, sự phẫn nộ trong lòng của La Văn sẽ làm cho hắn lập tức bộc phát. Giờ phút này đây, hắn đã không chút để ý đến bối cảnh sau lưng của Kiệt Sâm nữa, chỉ một lòng là muốn giết chết Kiệt Sâm mà thôi. Kiệt Sâm nhướng mày rồi nói. Người là ai thì không có quan trọng, ta cũng không muốn biết. Ta không cần biết ngươi có lai lịch như thế nào và thân phận thế nào. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, ta tha cho ngươi một mạng. Giờ thì câm mồm lại, nhanh chóng cút về. Không thì ta sẽ không tính toán gì với ngươi. Bằng không thì ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn đâu. Kẻ xem đạm mạc liếc nhìn ba người khuê nhân, hừ lạnh lên tiếng. Cái gì? Nghe kẻ xem nói, khuê nhân không khỏi giận tím mặt. Nhưng đúng lúc này, khuê nhân, người giống to trước phủ thanh chủ của ta, như vậy là có ý gì đây? Một thanh âm gầm thét từ bên trong phủ thanh chủ đột nhiên vang lên. Một thân ảnh uy nga cao lớn từ trong phủ thanh chủ đi ra, chính là trưởng khống giả Ung Châu, Thành Châu Đoan Mộc bá nhân Lý Hy. Trên mặt của hắn mang theo vẻ giận dữ nhìn qua khuê nhân, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Ánh mắt vốn phẫn nộ của khuê nhân không khỏi ngưng tụ lại, tuy ở trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà trên mặt lại không có bất cứ cái gì biểu hiện, chỉ là lãnh đạm mà nói. Thành chủ bái nhìn Lý Hy, ngươi thân là thành chủ của thành Đoan Mộc, nghĩ đến chuyện con ta bị giết lúc trước, ngươi cũng biết chứ. La Văn là con trai lớn nhất của khuê nhân ta, cũng là người thừa kế gia tộc Bố Mặc ta. Hôm nay bất kỳ là ai cũng không thể ngăn cản được ta. Ta muốn đánh chết cái tên Kiệt Sâm này để an ủi con ta ở trên trời. Khuê nhân nổi giận ở trong lòng, đùng đùng. Có Tất Tiết đại sư, hậu thuẫn ở sau lưng, hắn một chút cũng không sợ. Thành chủ bái nhân Lý Hy lập tức nhíu mày một cái rồi nói. Khuê nhân, ta cũng biết chuyện của con người. Trong thành Đoan Mộc mà có động chủ hạ, tập kích người khác, quả thực là coi trời bằng vung. Bất quá niệm hắn đã chết, ta cũng không so đo với gia tộc Bố Mặc các người. Nhưng mà bây giờ đây, Kiệt Sâm huynh đệ là khách nhân của bái nhân Lý Hy ta, tự nhiên cam đoan cho an nguy của hắn. Vậy cho nên ta khuyên người nhanh chóng rời đi thì hơn. Có chuyện gì thì lần sau nói. Trong lúc trao đổi với Kiệt Sâm lúc trước, thành chủ bái nhân Lý Hy đã triệt để nể phục tri thức, lực học, thâm ảo của Kiệt Sâm. Tuyệt đối là đệ tử của đại gia tộc nào đó mới có thể xuất chúng như vậy. Bái nhân Lý Hy hắn tự nhiên đứng về phía Kiệt Sâm. Sao? Khuê nhân không khỏi nhìn về phía thành chủ bái nhân Lý Hy. Theo như tin tức hắn nhận được lúc trước, thì thành chủ bái nhân Lý Hy này và Kiệt Sâm căn bản không quen biết nhau. Nhưng mà hôm nay, tại vì Kiệt Sâm ra mặt, và cái này khiến cho khuê nhân không khỏi nghi hoặc ở trong nội tâm, đồng thời xuất hiện tia kiêng kỵ rất sâu. Thật là một trong những gia tộc lớn tại Ung Châu, đối với thực lực thành chủ của bái nhân Lý Hy này thì khuê nhân biết rõ ràng rành mạch. Bái nhân Lý Hy chính là đế linh sư bát giai đỉnh phong, thực lực chân chính không yếu hơn so với hộ vệ Tất Tiết đại sư, Hỏa Diễm Pháp Vương, Bạc Khắc Ni Nhĩ. Nếu như hắn đã can thiệp thì mối thù của La Văn sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, tâm của khuê nhân không khỏi rúng động mạnh. Thành chủ bá nhân Lý Hy, Kiệt Sâm này chính là hung thủ giết người đấy. Tùy ý đánh chết con dân tại thành Đoan Mộc các người. Người thân là thành chủ của thành Đoan Mộc, trưởng khống giả Ung Châu, mà lại còn báo che người này. Quả thực là mối xỉ nhục của Ung Châu. Ngay tới lúc khuê nhân do dự thì trong nội tâm Tất Tiết ở bên cạnh Thủy Chung không nói gì, hắn lại còn cười lạnh. Người là ai? Bá nhân Lý Hy đem ánh mắt của mình nhìn về phía Tất Tiết và Bạch Khắc Ni Nhĩ ở một bên, có thể thấy hai người này không giống thường nhân. Kỳ thực là ngay từ đầu, bá nhân Lý Hy đã sớm chú ý. Lão Phu là Tất Tiết, dược sư đường đại sư của thần Diệt Cốc. Tất Tiết mang theo vẻ cười lạnh trên mặt, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Vì ở đằng sau ta chính là một trong thất vương thần Diệt Cốc, Hỏa Diễm Pháp Vương Bạc Khắc Hỷ Nhĩ. Cái gì? Dược sư cường đại, đại sư thần Diệt Cốc. Hắn là một trong thất vương Hỏa Diễm Pháp Vương.
Phải rồi, đây chính là đế linh sư bát giai đỉnh phong đấy. Chỉ một lời nói đã kinh động đến tất cả mọi người. Lời của Tất Tiết nói ra quả thực là giống như là núi lửa ầm ầm bộc phát, vang vọng bên tai của tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người lại phát ra đều tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Tất Tiết. Thần Diệt Cốc chính là một trong hai thế lực mạnh nhất của Thiên Hải Đại Lục, có thể nói tương đương với Linh Sử Tháp và Linh Dược Sử Tháp của Đại Lục Tư Đặc Ân, mà Ung Châu chỉ là một trong 32 châu tại Thiên Hải Đại Lục, chỉ như là một vương quốc cường đại tại Tư Đặc Ân Đại Lục mà thôi. Cái này cũng tương đương với Linh Dược Đại Sư cùng với Điện Chủ và Linh Dược Sử Tháp đi tới một vương quốc, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải rung động. Không chỉ là dân chúng xung quanh, mà sắc mặt của thành chủ bái nhân Lý Hy cũng mãnh miệt thay đổi, vô cùng âm trầm. Thân là trưởng khống giả Ung Châu, nhìn hắn có vẻ cường đại, nhưng mà so với thế lực cao cấp tại Thiên Hải Đại Lục như là Thần Diệt Cốc thì căn bản không cách nào có thể so sánh được. Nhìn thấy ánh mắt của thành chủ bái nhân Lý Hy, trên mặt của Tất Tiết lập ra thoáng tươi cười, đồng thời quăng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía bái nhân Lý Hy rồi nói: Bái nhân Lý Hy, tên là ngươi đúng không? Sự tình ngày hôm nay ngươi đừng có quản, ngươi cũng không cần phải biết. Kiệt Sâm này là người của Tất Tiết ta, là muốn đánh chết nó đấy, ai cũng không bảo vệ được nó đâu. Sắc mặt của thành chủ bái nhân Lý Hy âm trầm, nhìn về phía Kiệt Sâm với đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Dù hắn cố tình muốn giúp đỡ Kiệt Sâm, nhưng mà trước mặt thế lực cường đại như là Thần Diệt Cốc thì hắn căn bản không dám đối đầu. Nếu không thì Ung Châu hắn sẽ gặp phải đại nạn mất. Nhìn thấy biểu lộ của thành chủ bái nhân Lý Hy, Tất Tiết nhẹ gật đầu thỏa mãn, ánh mắt ầm lãnh trực tiếp bắn trên người của Kiệt Sâm. Cái tên tiểu gia hỏa, ngươi có phải là Kiệt Sâm không? Gia tộc ngươi là cái gì? Nói ra ta xem. Khẩu khí lúc trước của ngươi lớn lắm cơ mà. Tất Tiết ta là muốn đi hết cả cái đại lục này. Cái dạng nhân vật gì mà chưa từng thấy qua? Cái loại gia hỏa không có giáo dưỡng, cuồng vọng hung hăng càn quấy như ngươi thì lại là nhìn thấy lần đầu tiên. Quả thực là coi trời bằng vung. Thần Diệt Cốc ta thân là trưởng khống giả đại lục, hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Tất Tiết lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khuê Nhân thoáng một cái rồi nói ra: Khuê Nhân, hãy mau động thủ đi. Hôm nay ta là muốn nhìn xem tên nào dám cả gan ngăn cản ngươi. Vậy thì tốt. Khuê Nhân quát to một tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng, thần sắc dữ tợn. Trong tiếng quát chói tai, Khuê Nhân mạnh mẽ tiến lên một bước, linh lực bát giai trung cấp ở trong cơ thể của hắn thoáng cái phun trào, lực lượng vô cùng đáng sợ từ trong nháy mắt đã bao phủ Kiệt Sâm trước mặt. Hôm nay là ta muốn báo thù cho La Văn con trai ta. Chết đi. Hai con người của Khuê Nhân đỏ thấm, tay phải làm trường nhắm ngay Kiệt Sâm, bổ một trường xuống. Một trường này của Khuê Nhân bổ xuống, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hải dương nguyên tố kim hệ, nguyên khí vô biên chấn động, từng đạo linh lực màu vàng tràn ngập ra thiên địa, chôn vùi hết thảy. Giữa toàn bộ thiên địa này, tự hồ như hết thảy đều biến mất, chỉ còn là một trường của Khuê Hân. Một vầng kiếm cầu vồng kim sắc từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên trời, giống như là một trụ kiếm trùng thiên, tiếp liền thiên địa, chiếu rọi khắp đất. Tất cả mọi người ở trong tràng này để lại trong hình ảnh vô cùng uy vũ. Kiếm cầu vồng màu vàng chạm xuống, hư không rách nát như là một tờ giấy mỏng. Mũi kiếm lăng lệ ác liệt kích động, phát ra đạo đạo phong bạo linh lực, từng đạo tiếng vang như là chuông đồng vang vọng khắp thiên địa, khiến cho tất cả dân chúng ở đây phía xa phải dựng đứng lồng tóc toàn thân, trong lòng phải kịch chân. Dù bọn hắn cũng đã chứng kiến ở xa, nhưng mà tựa hồ là một kiếm này chém xuống cũng khiến bọn hắn bị chia thành hai nửa vậy. Hả? Cái uy lực gì thế này? Chính là tuyệt kỹ thành danh của tộc trưởng Khuê Nhân, Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm Địa Giai Linh Kỹ. Quả thực là đáng sợ mà. Ta đã từng nhìn thấy tộc trưởng Khuê Nhân xuất ra chiêu này một lần ở Quy Nguyên Sơn Mạch. Chính là một chiêu này, kiếm khí rất tung hoành, vô cùng mênh mông. Một kiếm chặt đứt một tòa núi, đánh chết hơn 10 mãnh liệt long thú thất giai. Ta cũng đã nghe nói, nhưng năm nay tộc trưởng Khuê Nhân trùng kích đế linh sư bát giai cao cấp rồi. Xem ra uy thế của một kiếm này, chỉ sợ là không bao lâu có thể tấn cấp được đó. Kiệt Sâm này đã xong đời rồi, bị một kiếm này của tộc trưởng Khuê Nhân chém xuống, thì hắn không có thực lực xoay người đâu. Trừ phi thành chủ bái nhân Lý Hy ra tay, còn nếu không thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồi. Thành chủ bái nhân Lý Hy thì sẽ không tuân thủ đâu. Người không thấy có cao thủ Thần Diệt Cốc ở một bên dược trận hay sao? Thần Diệt Cốc có cường quyền vô thượng tại Thiên Hải Đại Lục chúng ta, trong đó thánh giả trí cao. Nếu là thành chủ bái nhân Lý Hy cãi lời bọn hắn thì ra tay không thể nào mà được. Một khi Thần Diệt Cốc tức giận thì chỉ sợ là toàn cái thành Đoan Mộc này cũng đi đời luôn. Người muốn chết à? Đừng có mà nói như thế. Tộc trưởng Khuê Nhân vừa mới ra tay, kiếm khí mông lung đã tung hoành thiên địa. Tất cả chúng đều ở đây nhao nhao lùi về phía sau, trên mặt toát ra vẻ kích động, kinh hãi lên tiếng. Trong lúc nhất thời,
toàn bộ dân chúng trong Đoan Mộc Thành đều rời ánh mắt lên trên người của Kiệt Sâm, xem hắn đối mặt với một kiếm này của Khuê Nhân tộc trưởng thế nào. Nhưng mà một điều khiến cho mọi người phải giật mình lại xảy ra, đối mặt với một kiếm cường hãn kia của Khuê Nhân, trên mặt của Kiệt Sâm lại bình tĩnh như nước, tay phải của hắn thoáng một cái duỗi ra, chụp vào một kiếm của Khuê Nhân. Cái gì? Ngươi là muốn dùng tay để ngăn cản sao? Quả thực là muốn chết. Khuê Nhân tộc trưởng bị đánh chết Kiệt Sâm là một trường bộ ra, triệt để thi triển ra toàn bộ lực lượng, vì vậy có thể triệt để đánh bại Kiệt Sâm trong một chiêu. Đồng thời, bởi vì Kiệt Sâm một chiêu đánh chết Tháp Mẫu Lạp, nên hắn biết rõ Kiệt Sâm rất có thực lực, vậy nên thời khắc đều chú ý đến cử động của Kiệt Sâm. Giờ khắc này, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm như vậy mà lại dùng tay để ngăn cản công kích, trong nội tâm của hắn lập tức toát ra kinh hỉ. Khuê Nhân hiểu rất rõ uy lực của một kiếm này. Hắn tân cấp bát giai trung cấp đế linh sư đã được gần 10 năm nay, ngày hôm nay đã sắp đột phá đến bát giai cao cấp đế linh sư. Một kiếm mạnh nhất chém ra, đừng nói là bát giai cao cấp đế linh sư, coi như là bát giai đỉnh phong đế linh sư căn bản không thể nào ngăn cản hắn. Nhưng mà Kiệt Sâm này lại dùng tay để ngăn cản sao? Đó chính là điều ngu ngốc. Chết đi, tiểu tử! Trên mặt của Khuê Nhân nhai răng cười, trong tay tách ra kiếm hồng màu vàng, triệt để bổ tới tay phải của Kiệt Sâm. Linh lực khủng bố âm âm bộc phát, hư không trước mặt của Kiệt Sâm lập tức từng tầng nổ tung, đạo đạo vết nứt không gian nhỏ xuất hiện, không chừng sắp hiện ra, hệt như là đầu du xà, bắn về phía bốn phương tám hướng. Linh lực khủng bố tản mát ra phảng phất như là khiến chung quanh nổi lên gió lớn gấp 10 vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Ngang nhiên đánh chết. Nhưng mà Kiệt Sâm ở trong cơn gió này lại như là một khỏa bàn thạch vậy, thủy chung sừng sững, ngay cả lùi cũng không lùi về sau một bước. Trong lòng bàn tay của hắn, kìm hệ linh lực màu vàng tung hoành kích động, kiếm hồng có thể đơn giản bổ ra hư không, nhưng mà ngay cả làn da của hắn cũng không thể nào làm rách được chút nào. Cái gì? Kiệt Sâm kia như vậy mà thực sự dùng tay phải của hắn để chặn Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm của Khuê Nhân tộc trưởng hay sao? Trên đường cái, rất nhiều dân chúng thấy một màn như vậy, còn mắt thoáng cái cơ hồ đều muốn trừng lớn, mỗi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Chẳng những bọn hắn mà ngay cả hai người Tất Tiết đại sư Ba Khắc Ni Pháp Vương ở một bên, cho đôi mắt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Mở ra cho ta. Cửa ra vào thành chủ phủ, Khuê Nhân bị Kiệt Sâm một trào bắt lấy, Tất Sát Tuyệt Kỹ đang khiếp sợ, ở sâu trong đôi mắt của hắn thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, trong miệng liên tục gào thét. Một cỗ kim hệ linh lực bát giai trùng cấp điên cuồng dũng mãnh tràn vào trên kiếm hồng màu vàng phóng xuất ra từ tay phải của hắn. Kiếm hồng ẩn chứa khí tức khủng bố kia không ngừng rung động lắc lư, muốn mở ra tay phải của Kiệt Sâm chém hắn thành hai khúc. Bạo tạc kinh người không ngừng sinh ra ở trong tay phải của Kiệt Sâm, từng đạo vết nứt không gian hẹp dài đơn giản bị xé nứt, linh lực chớp mắt như là nguyên một đám tiểu thế giới đang bị hủy diệt. Nhưng mà cũng vô dụng mà thôi, mặc cho khuôn mặt của Khuê Nhân có trướng lên đỏ bừng, có giống to thế nào để nữa, thì phát lực thế nào, thì tay phải của Kiệt Sâm vẫn thủy chung một mực cầm lấy kiếm hồng màu vàng do Khuê Nhân tộc trưởng này phóng xuất ra, lù lù bất động. Nhìn thấy một màn như vậy, Khuê Nhân diện mục dữ tợn, phẫn nộ cơ hồ như là muốn nổi giận vậy. Thực lực như vậy mà cũng muốn tới giết ta sao? Quá là buồn cười. Ở cửa vào của phủ thành chủ, khóe miệng của Kiệt Sâm lộ ra tia cười lạnh. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi lại không quý trọng nó. Ta đã nói rồi, bố Mặc gia tộc ngươi nếu muốn tìm ta báo thù thì ta sẽ không ngại. Bất quá, phải làm tốt chuẩn bị xóa tên khỏi đại lục đi. Kiệt Sâm ta nói chuyện, từ trước đến nay phát ngôn nhất ngôn cửu đỉnh. Như vậy, cứ bắt đầu từ ngươi đi. Kiệt Sâm sắc mặt rất bình tĩnh, trong miệng lãnh khốc lên tiếng. Đồng thời tay phải của hắn cầm chặt kiếm hồng mãnh liệt dùng lực. Kiếm hồng màu vàng do Khuê Nhân tộc trưởng dốc hết toàn lực ngưng tụ ra, lập tức xuất hiện đạo đạo vết dạn, chợt phanh một cái, triệt để bạo vỡ ra, biến thành quang điểm màu vàng đầy trời, phiêu tán trong gió. Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm do Khuê Nhân dốc hết toàn lực ngưng tụ thành ở trước mặt của Kiệt Sâm, này lại phảng phất như là gà đất chó kiểng, căn bản không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Kiệt Sâm ánh mắt lạnh như băng, dĩ nhiên đã rơi vào trên người của Khuê Nhân tộc trưởng. Không tốt. Trong mắt của Khuê Nhân tộc trưởng toát ra vẻ hoảng sợ, cả người của hắn mạnh mẽ lùi lại, lòng của hắn triệt để mềm nhũn. Trải qua giao phong ngắn ngủi lúc trước, hắn dĩ nhiên minh bạch Kiệt Sâm trước mặt này thực lực hoàn toàn ở trên của hắn, căn bản không phải là hắn có thể đối kháng được. Nhưng mà Kiệt Sâm sao có thể để cho Khuê Nhân cơ hội rút đi? Trong đôi mắt của hắn có phút chốc tuôn ra một đoàn tinh mang sáng so chói như là thần huy, đồng thời cả người tiến lên một bước,
trong cơ thể mạnh mẽ dâng lên một cỗ uy áp kinh người, bàn tay phải mở ra, nhắm ngay chỗ của Khuê Nhân hung hăng bổ xuống. Kiệt Sâm thực sự giống như là một viễn cổ chiến thần, thúc giục cự trường mạnh nhất, trực tiếp chân áp xuống. Cả phiến hư không đều như là sụp đổ dưới một trường này của Kiệt Sâm, tạo thành một cái hắc động rất lớn. Lực lượng khủng bố vườn quanh trên tay phải của Kiệt Sâm như là hóa thành một tấm bìa to, trực tiếp đánh về phía thân thể của Khuê Nhân. Không! Khuê Nhân cả người phát ra tiếng kêu thảm thiết và bi thảm. Hai nắm đấm của hắn chống thiên, hai con người chừng lớn tròn xoay, trong miệng gạo thét, linh lực bát giai trùng cấp liều lĩnh phun ra, lĩnh vực màu vàng ngập trời, tung hoành đầy kích động, muốn ngăn trở lại công kích của Kiệt Sâm. Nhưng mà tay phải của Kiệt Sâm lại như là một tòa núi lớn vậy, chưa từng có từ trước đến nay, không thể đỡ được, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Khuê Nhân. Đinh oanh, đức nhức óc vang lên, trong ánh mắt của tất cả mọi người, bên ngoài thân thể của Khuê Nhân phóng xuất ra linh lực màu vàng, dưới địa bảo thủ của Kiệt Sâm lập tức bị nghiền áp từng chút một, trên người tách ra vạn trượng kim mang, cũng thoáng một cái tàn vỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong thiên địa, hai tay của Khuê Nhân dưới một kích này của Kiệt Sâm trực tiếp nổ tung, biến thành toái cốt nhục đầy trời. Tay phải của Kiệt Sâm vậy nhưng không giảm, sau khi đập nát hai tay của Khuê Nhân, liền trùng trùng điệp điệp đánh lên trên ngực của hắn. Một tiếng nổ đùng rất nhỏ vang lên, trên khuôn mặt vốn hoảng sợ của Khuê Nhân lập tức toát ra thần sắc mờ mịt, hắn cúi đầu xuống, đồng tử bỗng dưng phóng đại. Trong miệng của hắn phát ra trận trận thanh âm khảnh khách, như là muốn nói điều gì đó nhưng mà lại không thể nói nên lời. Ánh mắt vốn tràn ngập phẫn nộ thoáng một cái tán loạn, cả người ầm ầm đổ xuống, triệt để mất hết sinh cơ. Ở trong lồng ngực của hắn, một cái cự động thông xấu thấu xuyên qua bộ ngực, xuất hiện rõ ràng ở trong mặt tất cả mọi người. Máu tươi đầm đìa, không kiêng nể chảy ra, nhuộm hồng cả đá xanh dưới mặt đất. Toàn bộ quá trình nói ra thì rất chậm, nhưng mà kỳ thực là rất mau. Khuê Nhân tộc trưởng là một kiếm ra tay, bị Kiệt Sâm ngăn trở, liên tục gào thét nhưng mà bất đắc dĩ. Ngược lại thì Kiệt Sâm chấn vỡ kiếm hồng, một trường đập xuống trực tiếp bị mất mạng, nhanh đến nỗi khiến người ta không thể phản ứng, thậm chí ngay cả Bạc Khắc, Hy Nhĩ và Tất Tiết ở một bên cũng không kịp phản ứng nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở trên đường đều đã sợ đến ngây người, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Kiệt Sâm im lặng đứng đó, một đạo hơi lạnh thấu xương từ vĩ truy của mọi người bỗng dưng bốc lên, truyền khắp toàn thân. Chỉ là một chiêu liền đánh chết Khuê Nhân tộc trưởng, thân là bát giai trùng cấp đế linh sư, không có bất cứ trở ngại gì. Đây là thực lực dạng nào? Mà ngay cả bái nhân Lý Hy thành chủ ở một bên cũng kinh hãi nhìn qua Kiệt Sâm, thủ đoạn lôi đỉnh như vậy coi như là hắn đi, cũng chưa hẳn là có thể làm được. Một trường giết chết Khuê Nhân, Kiệt Sâm lại rời ánh mắt lên trên người của Tất Tiết một bên. Lúc trước, chính là người đã gọi dầm dĩ chặn giết ta có đúng không? Phải, nếu mà như vậy, thì người cũng chết đi. Kiệt Sâm ánh mắt rất bình tĩnh, trong miệng đạm mạc lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng mà trong lòng của Tất Tiết lại không khác gì sấm sét giữa trời quang. Không tốt. Tất Tiết trong nội tâm cũng hoảng sợ, tay phải của hắn nhoáng một cái, một lọ linh dược tề tản mát ra đạo đạo linh dược khí nồng đậm, kinh người, lập tức xuất hiện ở tay phải của hắn, ném hướng về phía Bạc Khắc Ni Nhĩ ở một bên. Bạc Khắc Ni Nhĩ, hãy mau ngăn chặn hắn lại cho ta. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Một chiêu diệt sát. Đây là một lọ linh dược tề màu xanh, vừa xuất hiện đã tản mát ra đạo đạo linh lực khí tức nồng đậm. Những linh dược khí tức này vô cùng nồng đậm, ở trong hư không tạo thành đạo đạo dị tượng lục sắc, tản ra đế uy. Cái này đúng là một lọ bát giai trung cấp đế linh dược tề. Sau khi Tất Tiết ném cho Bạch Khắc Ni Nhĩ một lọ linh dược tề cường đại nhất, thì trên người mình cả người không lùi mà tiến tới, vội xông về phía Khắc Lôi Nhã. Sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm ra tay lúc trước, Tất Tiết đã sớm hiểu ra mình đã đánh giá thấp thanh niên thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi này. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, bắt lấy Khắc Lôi Nhã ở bên cạnh Kiệt Sâm, khiến cho Kiệt Sâm phải ném chuột sợ vỡ bình. Kiệt Sâm đang cười lạnh sau khi nhìn thấy Tất Tiết ném ra ngoài bình linh dược tề kia, cả người thoáng cái liền ngây dại. Là phá đế dược tề. Trong miệng của hắn thì thào, trong đôi mắt toát ra một tia kích động và kinh hỉ, đồng thời cả người mạnh mẽ thò tay chụp vào bình linh dược tề được ném vào trong không trung kia. Phá đế dược tề, bát giai hạ phẩm đế cấp linh dược tề, công hiệu của nó có thể khiến cho một gã bát giai đế linh sư sau khi phục dụng thực lực có thể tăng lên rất lớn, ít nhất là tăng lên gấp đôi, hơn nữa không có bất cứ tác dụng phụ gì. Bất quá đối với Kiệt Sâm thân là kiểu giai trung cấp linh dược thánh sư mà nói, công hiệu của phá đế dược tề này cũng không có gì đáng cho hắn phải kích động cả. Chính thức khiến hắn kích động chính là trong số tài liệu của phá đế dược tề này có một thứ là sinh mệnh chi diệp, là phiến lá của sinh mệnh chi thụ ở trong truyền thuyết.
sinh mệnh chi thụ này chính là linh vật trong truyền thuyết, bất luận là một cái thân hay là vành, phiến lá, rễ cây nào cũng đều là bát giai linh dược, vô cùng quý hiếm, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Kiệt Sâm lại biết được, cái gọi là sinh mệnh chi thụ này thực ra chính là cây cối bình thường được sinh mệnh chi thủy, sau đó đột biến ra. Nói cách khác, nơi có sinh mệnh chi thủy sẽ có sinh mệnh chi thụ. Kiệt Sâm chuyến này đi đến Thiên Hải Đại Lục chính là để tìm kiếm tin tức về sinh mệnh chi thủy. Trước kia là một mực không hề tin tức, nhưng hôm nay nhìn thấy phá đế dược tề cần phải có sinh mệnh chi thụ mới có thể phối chế, hắn lập tức công kích, liền muốn thò tay bắt lấy phá đế dược tề. Phá đế dược tề được đưa ra, trên mặt của Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ cuồng hỉ, hai tay của hắn vươn ra, hùng hăng chụp về phía phá đế dược tề được ném cho Bạch Khắc Nĩ Nhi. Hơ, cút ngay cho ta! Bạch Khắc Hỉ Nhĩ ở một bên từ lúc Tất Tiết ném ra linh dược tề thì cũng phi thần tiến đến, nhìn thấy một màn như vậy, trong miệng của hắn lập tức phát ra tiếng hừ lạnh, trong hai con mắt tách ra hỏa diễm hào quang chói mắt như là liên tục nổ tung vậy. Một cỗ hỏa diễm ngập trời từ trong thân thể của hắn phun ra, các loại dị tượng vườn sau quanh lưng của hắn, đủ loại hỏa diễm nóng rực bốc lên trên người của hắn, diễn biến thành một mảnh hỏa long dài hẹp lao nhanh không thôi. Giờ khắc này đây, Bạch Khắc Hỉ Nhĩ như là hóa thành một hỏa diễm quân vương. Các loại hỏa diễm linh thú kỳ dị vờn quanh thân thể của hắn, diện mục của hắn lãnh khốc, nhắm ngay về phía Kiệt Sâm đang chụp lấy linh dược tề mà xuất thủ. Thánh hỏa thiên vương công, thiên vương nhất kích. Thanh âm lãnh khốc như là thần linh vang vọng trong thiên địa, tay phải của Bạch Khắc Hỉ Nhĩ tạo thành vạn trượng, đâm về phía Kiệt Sâm. Các loại hỏa kỳ lân, hỏa nha, hỏa long, rồi chim lửa, hỏa trùng không ngừng xoay tròn giữa hữu trường của hắn, khiến cho hư không như là bị lửa đốt, nguyên một đám lỗ thủng không gian. Thực lực của Kiệt Sâm lúc trước là một chiêu đánh chết Khuê Nhân tộc trưởng Bạch Khắc Ni Nhĩ nhìn thấy rất rõ. Hắn tự hỏi, mình thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng không cách nào đơn giản làm được như cử động của Kiệt Sâm lúc trước. Bởi vậy, Bạch Khắc Hỉ Nhĩ vừa ra tay đã sử dụng ra lực lượng mạnh nhất của mình, cố gắng đạt tới mức có thể ngăn cản được Kiệt Sâm, đoạt được phá đế dược tề. Đến lúc đó, chỉ cần mình phục dụng phá đế dược tề rồi thì thực lực ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi, cho dù là Kiệt Sâm có cường thịnh trở lại cũng có thể là ôm hận trên tay của mình mà thôi. Bởi vì lúc trước, Tất Tiết gần hắn hơn, vì vậy đối với loại phá đế dược tề này thì trong lòng của Bạch Khắc Hỉ Nhĩ cũng tràn ngập tin tưởng. Trước cửa phủ thành chủ, sóng lửa đáng sợ đang lan tràn khắp nơi. Nhiệt độ trong toàn bộ Đoan Mục Thành này dưới một kích lập tức tăng lên mấy chục độ. Không ít dân chúng ở phía xa quan sát đều không nhịn được cỗ khí tức nóng rực này, nhào nhào lùi về phía sau. Trường bào ở trên thân không ít người dưới nhiệt độ lạnh như vậy mà rất nhiều người bắt đầu tự cháy lên, lập tức như là một hồi gà bay chó chạy. Nhưng mà rất nhiều người đối với cỗ khí lực nóng rực này cũng không thể lùi lại, trên mặt lại mang theo vẻ kích động nhìn qua Bạch Khắc Hỉ Nhĩ toàn lực xuất kích, thần sắc hưng phấn. Ê, đây là Thánh Hỏa Viên Thiên Vương Công, nguyệt giai công pháp trong truyền thuyết, trên toàn cái đại lục này cũng không thể thấy được đâu. Phải, ta cũng đã nghe nói qua, Thánh Hỏa Thiên Vương Công là công pháp hỏa hệ nguyệt giai trung phẩm, chính là một trong các hỏa hệ công pháp cường đại nhất trên thiên hạ đại lục chúng ta đấy. Mà thiên vương nhất kích này là Thánh Hỏa Thiên Vương Công đại thành mới có thể thi triển ra. Thiên vương vừa ra, đốt phá thế gian vạn vật. Bạch Khắc Hỉ Nhĩ này không hổ là một trong thất vương diệt thần cốc, là một nhân vật tuyệt đỉnh của thiên tài đại lục chúng ta. Chỉ riêng một kích này thôi, đã đủ để hoàn thành mấy châu, tung hoành vô địch cả rồi. Đấy các người xem, những hỏa diễm dị thú này là biểu hiện của Thánh Hỏa Thiên Vương Công tu luyện tới cực hạn. Đế linh sư bình thường dính vào bất luận một loại nào cũng phải hóa thành tro bụi tàn ra, không thể nào ngăn cản được. Phải, quá là rung động rồi, thật là đáng sợ. Cũng không biết là Kiệt Sâm kia có thể đỡ được không, ta xem khó lắm. Coi như là chống đỡ được thì cũng tuyệt đối phải chịu tổn thương đó. Không thể tưởng tượng được. Toàn bộ Đoan Mộc Thành này, vô số dân chúng trông thấy Bạch Khắc Ni Nhĩ ra tay thì nhìn hình ảnh rung động hỏa diễm khí tức trùng thiên, hỏa diễm dị thú mạn thiên phi vũ kia, đơn giản là đốt phá hư không, khiến mỗi người bọn hắn thần sắc đều kích động, trong miệng điên cuồng hét lên liên tục, cơ hồ không cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa. Thực sự là cảnh tượng này cũng quá mức khí phách rồi. Toàn bộ Ung Châu cũng như là có bá nhân Lý Hy thành chủ bát giai đỉnh phong đế linh sư, thực lực cùng với cấp bậc Bạch Khắc Nhì Nhĩ, bạn họ thân là dân chúng rất bình thường, trước kia nào có gặp qua chiến đấu lăng lệ ác liệt như vậy, một màn rung động như thế này. Không thể không nói, Bạch Khắc Hỉ Nhĩ thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư, so với Khuê Nhân lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều. Toàn lực ra tay, thiên địa biến sắc, phong vân kích động, toàn bộ thiên địa này đều trở thành hải dương hỏa diễm, khiến người có một loại cảm giác vô lực không thể ngăn cản được nó. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie.
Trong tiếng nổ vang ù ù, một kích ẩn chứa khí tức đáng sợ lập tức đi tới trước mặt của Kiệt Sâm đang vươn tay ra để bắt lấy Phá Đế Dực Tề. Hỏa diễm nóng rực ngập trời thoáng chốc nuốt hết toàn bộ tay phải của Kiệt Sâm, như là muốn xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Chết đi! Trên mặt của Bác Khắc Hy Nhĩ lộ ra dáng cười dữ tợn. Đối mặt với tập kích cường lực của Bác Khắc Hy Nhĩ, Kiệt Sâm muốn bắt lấy Phá Đế Dực Tề kia, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt của hắn sắc bén như là thiên đao, lập tức chiếu lên trên mặt của Bác Khắc Hy Nhĩ, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Muốn chết! Thoại âm rơi xuống, Kiệt Sâm lên ngang nhìn xuất thủ. Một cỗ khí tức không thể ngăn cản bỗng dưng ở trong cơ thể của Kiệt Sâm, từ trong hai con mắt của hắn tách ra ngũ sắc thần huy, lật tay một cái, liền trực tiếp khiến cho hư không vỡ ra một lỗ thủng không gian rất lớn. Thành hỏa diễm thiên vương công phóng ra xung quanh, hỏa diễm chí mạng có thể đơn giản thiêu tấn một gã đế linh sư ở dưới cỗ linh lực phong bạo đáng sợ như vậy, nhưng mà ánh nến bồng bềnh bị dập tắt, ngay cả tóc gáy của Kiệt Sâm cũng không thêu thiêu được một sợi. Kiệt Sâm lật tay, dập tắt hỏa diễm xung quanh tay phải, không có bất cứ cái gì dừng lại, liền đánh một quyền về phía Bà Khắc Hy Nhĩ. Trong tiếng oanh mình đình tài nhức óc, ở một quyền này của Kiệt Sâm đánh cho không khí bạo liệt, hư không áp xúc, tất cả linh lực nguyên tố xung quanh đều bị bài xích ra, hỏa hệ nguyên tố vốn tràn ngập toàn bộ không gian trong khoảnh khắc này liền bị quét sạch, nắm đấm ẩn chứa linh lực đáng sợ trực tiếp đánh vào trong hư không. Hư không trực tiếp bị đánh nát, đã xảy ra phản ứng dây chuyền, sinh ra liên tiếp nổ tung, hình thành một đạo lỗ đen không gian đánh thẳng về phía Bà Khắc Nhị Nhĩ. Cái gì? Thấy Kiệt Sâm lật tay một cái là phá vỡ một kích mạnh nhất của mình, trong lòng của Bà Khắc Hy Nhĩ cả kinh đến mức toàn thân của hắn phát run, trong miệng gào thét lên tiếng. Hỏa hệ linh lực bát giai đỉnh phong trong cơ thể liều lĩnh bộc phát, một đạo hỏa diễm áo giáp thoáng chốc hiện ra bên ngoài thân, đồng thời hai nắm đấm lóe ra hỏa diễm và vung lên muốn ngăn trở công kích của Kiệt Sâm. Trong phiến hư không, công kích đáng sợ của Kiệt Sâm đánh ra, hư không bị nghiền át át, lỗ đen không gian liên tục phá vỡ, trực tiếp trùng trùng điệp điệp va chạm với hai nắm đấm của Bà Khắc Hy Nhĩ. Tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, đồng thời vang lên còn có cả tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bà Khắc Hy Nhĩ. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả dân chúng ở đây, Bà Khắc Hy Nhĩ thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư, đối mặt với một quyền này của Kiệt Sâm căn bản không thể ngăn cản được, hai tay thoáng cái nổ tung, hóa thành vô số thịt nát mang theo hỏa diễm nổ tung tứ tán. Công kích của Kiệt Sâm thế nhưng không giảm, sau khi nổ nát hai tay của Bà Khắc Hy Nhĩ lại trùng trùng điệp điệp đấm vào trong lồng ngực của hắn. Trong tiếng nổ tung, người của Bạch Khắc Hy Nhĩ thoáng cái sụp đổ, áo giáp hỏa diễm ở trên người của hắn triệt để nát bấy, cả người như một đạo đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, trùng trùng điệp điệp văng ra ngoài. Máu tươi đỏ thẫm phiêu tán trên không trung, sau đó cháy thành tro tàn. Thân thể của Bạch Khắc Hy Nhĩ từ trên không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, sau đó trượt dài trên mặt đường đá xanh trước cửa phủ thành chủ, kéo dài một mặt đất, một khe rãnh rất dài, chợt trùng trùng điệp điệp lại đâm vào trong vách tường phía đối diện phủ thành chủ lần nữa, lúc này mới ngừng lại. Vách tường đến đây, vài thước đã ầm ầm bạo liệt sụp đổ, bốc lên bụi mù đầy trời. Vô số ánh mắt nhìn theo bóng người bắn ngược ra ngoài, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên đường cái thoáng chốc liền lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Bụi mù bay đầy trời, Bà Khắc Hy Nhĩ lúc trước còn cao ngạo không ai bì được, khí phách trùng thiên, khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ không khỏi, tới bây giờ y phục trên người đã bị chấn thành vô số mảnh vỡ, toàn thân cơ hồ là trần truồng, hai cánh tay của hắn đã không còn nữa, bị đứt đoạn đến tận gốc. Nơi ngực lại càng sụp đổ một khối lớn, cơ hồ đã bị đánh xuyên qua máu tươi không ngừng chảy. Bà Khắc Hy Nhĩ trừng lớn hai con người, kinh hãi nhìn Kiệt Sâm, toàn thân là không ngừng run rẩy, khóe miệng phun ra bọt máu, không còn chút khí lực nào nữa. Chứng kiến bộ dáng của Bà Khắc Hy Nhĩ như vậy, tất cả mọi người ở đây đều lập tức cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Chỉ một quyền, Kiệt Sâm đã đánh cho Bà Khắc Hy Nhĩ đại nhân, một trong thất phương diệt thần cốc, bát giai đỉnh phong hỏa hệ đế linh sư phải trọng thương, sống chết không rõ. Một màn rung động như vậy khiến tất cả mọi người cơ hồ không dám tin vào hai con mắt. Kiệt Sâm một quyền đánh lùi Bà Khắc Hy Nhĩ, tay trái mạnh mẽ ra một phen, liền hút Phá Đế Dực Tề kia vào trong tay. Quả nhiên là Phá Đế Dực Tề, dùng lá sinh mệnh chi thụ để biến ra. Linh thức cường đại của Kiệt Sâm lập tức tiến vào trong bình linh dược tề này, đồng thời trong miệng phát ra thành âm kích động. Cái gì? Tất Tiết ở phía xa, chứng kiến Kiệt Sâm sau một quyền đánh cho Bà Khắc Hy Nhĩ sống chết không rõ, lại còn đoạt đi Phá Đế Dực Tề mà mình chỉ có đúng một bình, trong nội tâm hắn liền cả kinh, từ trong đôi mắt của hắn mang theo vẻ hoảng sợ, linh lực bát giai trùng cấp trong cơ thể liều lĩnh phóng thích, hùng hăng phóng tới Khắc Lỗi Nhã. Trong nội tâm Tất Tiết, vì kế hoạch ngày hôm nay, hắn chỉ là để bắt lấy Khắc Lỗi Nhã mới có thể khiến cho Kiệt Sâm có thực lực đáng sợ ném chuột vỡ bình, lưu lại cho mình một tia cơ hội sinh tồn. Nghĩ sai thì học bét, trong lòng của Tất Tiết kiên quyết,
trong ánh mắt của hắn đã toát ra ngoan lệ, một chảo hung hăng chụp về phía Khắc Lôi Nhã, thoạt nhìn có vẻ rất nhu nhược. Một cỗ thổ hệ nguyên tố ngập trời lập tức tràn ngập ra toàn bộ hư không, không ngừng ngưng tụ, hình thành một đạo thổ nguyên tố trường hà, như là nước lũ cuồn cuộn đổ ao về phía Khắc Lôi Nhã, muốn khống chế cử động của nàng. Hãy cẩn thận. Phía xa, trong miệng của bái nhân Lý Hy thành chủ lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đúng lúc đó, không ít dân chúng xung quanh cũng là chú ý tới chiến đấu nơi này. Nhìn thấy Tất Tiết như vậy mà lại ra tay với một nữ tử nhu nhược, trong nội tâm đều toát ra vẻ lo lắng. Nhưng mà đối mặt với Tất Tiết, trên mặt của Khắc Lôi Nhã lại không có một chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một tia cười khinh miệt. Tay phải của nàng có chút nâng lên, rồi muốn ra tay. Khắc Lôi Nhã, đừng có giết hắn đi, hắn vẫn còn rất hữu dụng đấy. Nhưng mà không đợi Khắc Lôi Nhã ra tay, một thanh âm đạm mạc đã đột nhiên vang lên bên tai của nàng. Nguyên vốn Khắc Lôi Nhã đang chuẩn bị ra tay thì thoáng cái đã ngừng lại, vòng tay lạnh lạnh nhạt nhìn về phía Tất Tiết đang hung hăng bật tới. Nực cười, chỉ là một con nữ tử, vậy mà có năng lực gì mà đánh chết ta được. Tất Tiết đang điên cuồng phóng tới chỗ của Khắc Lôi Nhã, nghe được tiếng quát khẽ của Kiệt Sâm thì khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Uy áp của thánh cấp. Cả người của hắn không chút do dự hay là có ý định nào dừng lại, bàn tay ẩn chứa linh lực khủng bố, khiến cho thành chủ bá nhân Lý Hy cũng có rất nhiều dân chúng đều phải cảm thấy kinh dị. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hừ lạnh từ trong miệng của Khắc Lôi Nhã đột nhiên truyền ra, hai đồng tử màu bạc của nàng bỗng nhiên đổi thành một tia tinh mang, đầu tóc màu vàng bay múa đầy trời. Một cỗ uy áp đại biểu cho thực lực thánh linh sư cửu giai tản mát ra hư không, bao phủ tất cả mọi người tại đại tràng. Chân Long lĩnh vực sao? Một đạo lưu quang hỏa hồng sắc dùng Khắc Lôi Nhã làm trung tâm lập tức tản mát ra ngoài, linh lực hỏa nguyên tố đáng sợ ngập trời, tràn ngập hết thảy, điên cuồng bao phủ về hướng Tất Tiết. Dưới sự ảnh hưởng của lĩnh vực của Khắc Lôi Nhã, diện mục dữ tợn của Tất Tiết khi phóng tới nàng đã lập tức biến thành vẻ hoảng sợ. Đây là một cỗ uy nghiêm không cách nào ngăn cản được, trực tiếp tác dụng lên linh hồn của hắn. Mà Tất Tiết thân là đế linh sư bát giai trùng cấp, dưới lĩnh vực của Khắc Lôi Nhã thì linh lực bát giai trùng cấp trong cơ thể của hắn lập tức bị đình chỉ, rốt cuộc không cách nào điều động dù chỉ là một chút. Dưới cỗ uy áp đáng sợ như vậy, Tất Tiết đang bay vút về cực nhanh, giống như là va phải một bức tường vô hình, thân hình mãnh liệt ngừng lại. Một cỗ linh lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép hắn, khiến cho hắn khó có thể nhúc nhích được một chút. Cái gì vậy? Thế quái nào? Trong mắt của Tất Tiết lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi nhìn Khắc Lôi Nhã, thân hình có chút ngốc trệ, toàn thân tràn đầy mồ hôi, đang cố gắng chống cự. Khóe miệng của Khắc Lôi Nhã chợt nở nụ cười lạnh nhạt, tiến một bước về phía Tất Tiết. Trên mặt của Tất Tiết lộ ra vẻ kinh hãi, kiệt lực chống cự khí tức đáng sợ của Khắc Lôi Nhã, nhưng mà khó mà ngăn cản được. Hai đầu gối của hắn mềm nhũn ra, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, đá xanh ở trên đường thoáng chốc vỡ vụn đi, rậm rạp chằng chịt như là mạng nhện. Hắn thân là đế linh sư bát giai trùng cấp mà lại quỳ xuống không có một chút lực phản kháng nào như vậy, mà Khắc Lôi Nhã thì lại giống như là một nữ hỏa thần, đúng là yêu nhãn trong ngọn lửa, tách ra ánh lửa chói mắt. Cái này là lĩnh vực thánh cấp, người là thánh linh sư cửu giai. Trong mắt của Tất Tiết tràn đầy hoảng sợ, hắn ngẩng đầu lên nhìn, run rẩy lên tiếng. Trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi, thân hình run lẩy bẩy, trong mắt toát ra vẻ vô cùng sợ hãi. Dưới uy áp đáng sợ của Khắc Lôi Nhã, Tất Tiết căn bản không có bất cứ lực lượng nào chống cự được. Linh lực đế cấp bát giai toàn thân giống như là bị ngưng trệ lại, căn bản không cách nào điều động, cốt cách trên người đều rung động khành khách, giống như là đã mệt mỏi rã rời. Không chỉ hắn, mà cả thành chủ bá nhân Lý Hy ở một bên cũng cảm nhận được trói buộc rất lớn, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã, có thể che giấu vẻ kinh hãi ở trong mắt. Giờ khắc này đây, toàn bộ dân chúng trong thành Đoan Mộc đều ngẩn ngơ nhìn Khắc Lôi Nhã. Nàng đứng cách đó không xa, trong mắt chỉ là một mảnh ngốc trệ, trong tai chỉ là vang vọng thanh âm kinh hãi của Tất Tiết lúc trước. Thánh linh sư cửu giai, thị nữ bên cạnh Kiệt Sâm kia chính là thánh linh sư cửu giai. Những lời này giống như là sét đánh ngang tai của tất cả dân chúng ở đây, khiến toàn thân của người dân Đoan Mộc thành đều phải run rẩy, cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình nữa. Thánh linh sư cửu giai là khái niệm gì? Tuyệt đối là nhân vật có thể hoành hành ở trên đại lục. Trên 32 châu lớn tại Thiên Hải Đại Lục, tuyệt đối đa số cường giả đệ nhất tại Đại Châu đều là đế linh sư bát giai đỉnh phong. Chỉ có một ít Đại Châu nhân vật phỉ nhiêu, địa vực bao la hoặc là nằm ở trung tâm đại lục mới có những thánh linh sư kiểu giai. Một gã thánh linh sư kiểu giai hoàn toàn có thể coi là cao thủ tuyệt đỉnh trên cả một đại lục, tung hoành vô địch và đường hàng tỷ người kính sợ và kinh hãi.
Đối với những dân chúng của thành Đoan Mộc này mà nói, thì đế linh sư bát giai thuộc về hàng cao thủ nhất trong cao thủ là thần thoại, mà thánh linh sư kiểu giai thì lại càng là truyền thuyết trong nội tâm. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Rốt cuộc bọn hắn cũng đã thấy được thánh linh sư kiểu giai trong truyền thuyết. Nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không lý giải được một cao thủ có thể khiến cho các đại gia tộc phải quỳ bái, tung hoành trên cả đại lục, nhưng thân phận của nàng chỉ là một thị nữ của thiếu niên kiệt xâm. Tâm lý tương phản mãnh liệt này khiến cho tất cả mọi người khó có thể thừa nhận trong nội tâm. Thiếu gia, ta lưu lại tính mệnh của gã Tất Tiết này. Nếu như người muốn ta giết hắn, thì cứ mở miệng. Khắc Lôi Mã đạm mạc lên tiếng, ánh mắt nhìn Tất Tiết phảng phất như là nhìn một người chết. Nghe được lời của Khắc Lôi Nhã nói, một tia hàn ý không hiểu liền lập tức bao phủ ở trong lòng tất cả dân chúng trong thành này. Đại tràng. Thánh linh sư kiểu giai, quả thực là khủng bố. Ở một bên, thành chủ bái nhân Lý Hy ngắm nhìn Khắc Lôi Nhã, lắc đầu cười khổ. Trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn vì lúc trước Kiệt Sâm đến phủ thành chủ bái hắn, may mà hắn đã đối xử tốt, nếu không thì... Ánh mắt của thành chủ bái nhân Lý Hy nhìn về phía bà Khắc Hy Nhĩ, cơ hồ là đã tắt thở cách đó không xa. Kết cục của mình có lẽ sẽ không khác gì với bà Khắc Hy Nhĩ này. Một quyền đánh chết đế linh sư bát giai đỉnh phong bà Khắc Hy Nhĩ thì thực lực của Kiệt Sâm này chỉ sợ tuyệt đối không yếu hơn thị nữ Khắc Lôi Nhã của hắn. Phía xa, trên đường phố, trong những người đang xem náo nhiệt, tâm tình của các thủ lĩnh dược các đang càng trở nên kích động tột đỉnh. Cũng khó trách, trước kia Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã này hoàn toàn không để cho gia tộc bố mặc vào mắt, thánh linh sư kiểu giai ở bất cứ nơi nào tại thiên hải đại lục này cũng có được lực lượng khủng bố. Các hạ, các người có quan hệ như thế nào với Lăng Thiên Tông? Ta chính là đại dược sư của thần Diệt Cốc. Người có điều kiện gì thì cứ nói đi. Tại cửa ra vào của phủ thành chủ, dưới uy áp gắt gao của Khắc Lôi Nhã, Tất Tiết quỷ ở đó. Thời gian dần qua, vẻ kinh hãi trên mặt của hắn đã biến mất. Trong lúc khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, trầm mặt nhìn qua Kiệt Sâm lên tiếng. Lăng Thiên Tông chính là một trong hai thế lực lớn nhất của thiên hải đại lục, lực lượng siêu nhiên tại đại lục. Trong nội tâm của Tất Tiết nghĩ rằng chỉ có người của Lăng Thiên Tông ngang bằng với thần Diệt Cốc của mình mới có thể cho một cường giả cấp bậc thánh linh sư kiểu giai dùng thân phận thị nữ xuất ngoại hình tẩu. Lăng Thiên Tông. Kiệt Sâm cũng phục hồi lại tinh thần từ cơn hưng phấn đã đạt được phá đế dược tề, cầm phá đế dược tề trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt của Tất Tiết. Từ tư liệu của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm cũng biết được hai thế lực lớn nhất là thần Diệt Cốc và Lăng Thiên Tông. Ta là không có bất cứ cái quan hệ gì với Lăng Thiên Tông. Ta chỉ là muốn biết phá đế dược tề này đến tụi cùng là đến từ đâu. Sinh mệnh chi thụ diệp này là lấy được từ nơi nào? Kiệt Sâm nhìn Tất Tiết, đạm mạc lên tiếng. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Bác chữ gia tộc gặp nguy cơ. Tất Tiết không khỏi lộ ra biểu lộ sững sờ. Hắn như thế nào cũng không ngờ yêu cầu của Kiệt Sâm lại là những vấn đề như vậy. Còn không mau nói sao? Ở một bên, Khắc Lôi Nhã quát lên tiếng quát chói tai. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể phóng thích, thoáng cái áp bách trên người của Tất Tiết. Trong lòng của nàng cũng lướt lên một tia kích động. Vậy nhưng nàng biết rõ mục đích đến thiên hải đại lục lần này của mình và thiếu gia là gì. Hôm nay Kiệt Sâm nghe nói đến cái gì mà sinh mệnh chi thụ diệp, hiển nhiên là có quan hệ tới sinh mệnh chi thủy kia. Vậy cho nên thiếu gia mới có biểu hiện như vậy. Thôi ta nói. Tất Tiết đỏ mặt, vội vàng lên tiếng. Trai này là phá đế dược tể bát giai trung phẩm, là phần thưởng đường chủ dược sự tháp thần dị cốc đã bán cho ta. Còn về phần sinh mệnh chi thụ diệp thì... Tất Tiết lắc đầu rồi nói tiếp. Cái này thực sự là ta cũng không có biết. Ta chỉ là một gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp mà thôi. Phá đế dược tề này là linh dược tề bát giai trung phẩm. Ta chỉ biết công hiệu, chứ sâu xa hơn thì ta không rõ. Đường chủ dược sư đường của các người? Kiệt Sâm nhẹ gật đầu hỏi lại. Các hạ, những gì ta biết rõ ta đều nói ra với ngươi rồi. Hiện giờ ngươi có thể thả ta ra hay không? Nếu như ngươi không để ta kịp thời chữa trị cho bà Khắc Hy Pháp Vương, thì hắn sẽ chết tại đây đó. Tất Tiết nhìn Kiệt Sâm rồi bình thản nói. Dùng thực lực của các hạ, ta nghĩ cũng hiểu rõ thần Diệt Cốc của ta. Ân oán trước kia của chúng ta chỉ hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi. Đều là tộc trưởng khuê nhân của gia tộc bố mặc kia gây ra. Kỳ thực thì bản vương và ngươi cũng không có thù hận gì. Tất Tiết ta rất là kính nể thực lực của các hạ, tin tưởng chúng ta có thể diễn biến chiến tranh thành hòa bình. Tại cửa ra vào của phủ thành chủ, Tất Tiết rất bình thản nói, tuy đang quỳ nhưng mà trên mặt của hắn đầy vẻ tự tin. Ta nghĩ, người đã hỏi ta chuyện sinh mệnh chi thủ diệp gì đó, thì ngươi cũng cần tài liệu linh dược này.
Dù là ta không biết nó là cái gì đâu, nhưng mà ta tin tưởng đường chủ đại nhân ban cho ta phá đế dược tề này thì có lẽ là hắn biết đó. Hơn nữa, các hạ cũng không phải là người Lăng Thiên Tông. Như vậy thì tốt rồi. Chỉ cần là người nguyện ý cùng ta trở về thần diệt cốc, dùng thực lực của người, thì nhất định cốc chủ của ta sẽ rất hoan nghênh người. Đến lúc đó, không chừng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của thần diệt cốc chúng ta. Vô luận các hạ cần cái gì, thì thần diệt cốc chúng ta đều có thể thỏa mãn cho các hạ. Tất Tiết nhìn Kiệt Sâm mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Thần diệt cốc chính là thế lực đỉnh tiêm của Thiên Hải Đại Lục, cường giả nhiều như mây, có một ít thánh linh sư cửu giai, cốc chủ đương nhiệm là thánh linh sư trung cấp. Hơn nữa còn nghe nói trong cốc có một vài cự đầu khoái ẩn, một lòng điểm tu, thực lực siêu phàm thoát tục. Tại Thiên Hải Đại Lục này, ngoại trừ thế lực lớn nhất là Lăng Thiên Tông ra, thì cơ hồ không người nào dám kiếm chuyện. Đây cũng là điều khiến cho Tất Tiết chấn định ở trong nội tâm. À, các hạ nói cũng phải đấy. Kỳ thực là giữa chúng ta cũng không có thù hận gì. Hết thảy đều là vì gia tộc bố mặc kia. Kiệt Sâm nhìn Tất Tiết nhàn nhạt lên tiếng. Phải, đúng vậy. Các hạ đúng là một người thông minh. Có lẽ minh bạch đạo lý thêm một người bạn còn hơn một kẻ thù. Thả ta ra thì các hạ chính là khách khanh của thần diệt cốc. Sẽ có thân phận rất cao quý. Tất Tiết thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, ăn nói khéo léo. Sau khi phát hiện ra thực lực của Kiệt Sâm thì hắn lập tức cải biến ngữ khí, biểu lộ ra sự thành khẩn của mình. Chỉ cần là các hạ trở thành khách khanh của thần diệt cốc chúng ta thì sẽ không có bất cứ ai trên đại lục này mà dám bất kính với các hạ đâu. Hơn nữa, ta nghĩ các hạ cũng biết rõ, đường chủ dược sư đường đại nhân thần diệt cốc chúng ta chính là một gã linh dược đế sư bát giai cao cấp, là linh dược đại sư cường đại nhất của cái Thiên Hải đại lục này. Bình phá đế dược tề kia cũng không có coi vào đâu. Dùng thân phận của các hạ có thể hưởng thụ đãi ngộ của linh dược tề cao quý của thần diệt cốc chúng ta, thì từ nay về sau có khả năng đột phá khá là cao đấy. Sau khi nói những lời này, Tất Tiết nhìn sắc mặt của Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Tất Tiết thân là linh dược đại sư nhưng mà hắn vô cùng tinh tường, dùng thực lực của loại nhân vật như Kiệt Sâm thì có được linh dược tề chân quý mới hấp dẫn được hắn. Hơn nữa lúc này đây, Kiệt Sâm này cũng chỉ là một mực hỏi thần sinh mệnh chi thụ diệp, vì vậy Tất Tiết liền dùng uy danh của thần diệt cốc cùng với rất nhiều chỗ tốt để đả động đến Kiệt Sâm, hòng khiến cho Kiệt Sâm phải động tâm. Cái tên tiểu tử này quả thực là vô cùng nguy hiểm, cũng không biết là gia hỏa này từ đâu mà xuất hiện đây, vậy mà trước đến giờ ta chưa từng nghe nói qua. Thân thể như vậy căn bản là không thể lưu lại được, bất quá bây giờ chưa thể dở mặt với hắn, chỉ có thể khẩn cầu hắn mà thôi. Đợi đến lúc hắn ta bị lừa gạt trở về cốc thì đến lúc đó sống chết của hắn đều là do ta định đoạt. Từ sâu trong nội tâm, Tất Tiết oán giận nghiến răng. Đáng giận, dám ra tay với ta sao? Huống chỉ còn đánh cho bà Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương không còn rõ sống chết nữa. Cho dù là thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa thì cốc chủ cũng không có khả năng dùng thứ cho ngươi đâu. Đến lúc đó chính ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Còn có Khắc Lồi Nhã này, trẻ tuổi, dùng mạo là còn xinh đẹp, vậy mà đã là thánh linh sư kiểu giai, quả nhiên là hiếm có trên thế gian. Đợi đến lúc các người bị cốc chủ đại nhân kiềm chế thì ta sẽ cho người biết thế nào là sự sỉ nhục. Ta cũng muốn nếm quả hương vị nữ thánh linh sư trên đời này đấy. Quỷ kế lập loè ở trong đầu Tất Tiết, trong nội tâm của hắn gào thét đến điên cuồng. Khắc Lồi Nhã khiến cho hắn quỳ xuống trước cổng chúng, đối với Tất Tiết mà nói thì chính là sự sỉ nhục chưa từng có. Mối kiều hận như vậy coi như là nhảy vào năm hồ bốn biển cũng không cách nào rửa sạch được. Chỉ có máu tươi và thân thể của nàng mới khiến cho hắn hả giận. Trong lòng của hắn đang âm thầm chuẩn bị tính toán âm mưu thâm độc, bất quá ngữ khí lại vô cùng thành khẩn, giống như là Kiệt Sâm đã trở thành khách khanh trưởng lão của thần diệt cốc thật vậy. Các hạ, không thể tưởng tượng được Thiên Hải đại lục chúng ta lại xuất hiện nhân vật thiên tài như người, lại còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực xuất chúng. Nếu như người có thể gia nhập vào thần diệt cốc chúng ta thì đúng là không biết cốc chủ và các trưởng lão sẽ cao hứng như thế nào nữa. Đến lúc đó, người sẽ trở thành khách khanh trưởng lão của thần diệt cốc chúng ta luôn rồi. Vậy thì nếu một lòng vì cốc làm việc thì có khả năng là giả thần diệt cốc chúng ta tương lai bổ nhiệm thành tân cốc chủ cũng không phải là không thể đâu. Hơn nữa, dùng thực lực và thiên phú của người thì tiền đồ lại càng bất khả hạn lượng. Đến lúc đó, dẫn đầu thần diệt cốc chúng ta triệt để xóa sổ Lăng Thiên Tông, thống nhất cả cái đại lục này, trở thành chí cao vô thượng, cũng không phải là không có khả năng đâu. Kinh như vậy sao? Thanh âm nhạt nhạt của Kiệt Sâm lại vang lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Dược Thần.
tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Bác chữ gia tộc gặp nguy cơ. Ấy, phải, đó là điều tự nhiên. Tất Tiếp mỉm cười gật đầu, nhưng mà đang lúc hắn còn đang muốn nói điều gì đó, thì đã thấy Kiệt Sâm không hề để ý tới hắn mà nhẹ nhàng quay đầu đi, tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Một đạo cực quang ẩn chứa linh lực khủng bố từ ngón tay trỏ của Kiệt Sâm kích xạ ra, thoáng cái xuyên thấu trán của Bạch Khắc Ni Nhĩ, Pháp Vương đang hấp hối cách đó không xa. Một chùm máu tươi từ trán của Bạch Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương bắn lên tung tóe, trên đầu của hắn lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn như là ngón tay cái, máu tươi không ngừng chảy. Bạch Khắc Hy Nhĩ vốn đang hấp hối đã ngừng hô hấp, triệt để xuất ngoại theo diện đoàn tụ ông bà. Sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Trên mặt của Kiệt Sâm mang theo vẻ trào phúng nhìn Tất Tiết. Hả? Ngươi? Tất Tiết thấy một màn như vậy, vẻ tươi cười trên mặt cũng ngừng tụ lại. Vốn hắn đang thao thao bất tuyệt cũng phải dừng lại, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, rốt cuộc thì nói không ra lời nữa, cơ hồ không thể tin vào mắt của mình. Tất Tiết vốn cho rằng dưới sự hấp dẫn từ lời ngon tiếng ngọt của mình thì Kiệt Sâm sẽ động tâm, nhưng sau đó sẽ lợi dụng cơ hội lừa gạt hắn ta trở lại thần diệt cốc, khiến cho cốc chủ sẽ bắt hắn, cuối cùng thì khiến cho hắn chết không có chỗ chôn, nhưng mà hắn lại không ngờ rằng Kiệt Sâm lại không động tâm một chút. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi thực sự đang nghĩ cái gì? Trở thành khách khanh trưởng lão của thần diệt cốc các ngươi. Ta không phải là ngươi nghĩ ta là thằng ngu đấy chứ? Kiệt Sâm cười lạnh. Đừng có cho rằng ta không biết tâm tư ngoan độc của ngươi. Bởi vì Kiệt Sâm là ai? Linh Dược Thánh Sư Kiều Giai, người sáng lập ra kỹ thuật lưu linh dược học. Cho dù là lúc này Tất Tiết nói chuyện vô cùng thành khẩn, nhưng mà Kiệt Sâm vẫn có thể nhìn thấy một tia oán độc từ đáy nguồn ngọn mắt của hắn. Ngươi! Tất Tiết líu lưỡi, không nói nổi nên lời. Không chỉ là hắn mà tất cả những dân chúng ở đây cũng đều sợ đến ngây người. Kiệt Sâm này, hắn không phải là điên rồi chứ? Hắn làm như thế chắc chắn là triệt để đắc tội với thần diệt cốc rồi đó. Không ít người hoảng sợ ở trong lòng. Thì nữ tóc vàng kia là thánh linh sư Kiều Giai, Kiệt Sâm lại càng cường đại hơn. Nhưng mà thần diệt cốc là gì? Chính là một trong hai thế lực cường đại nhất của cả đại lục, hùng hằng càn quấy bá đạo. Chưa một người nào đắc tội với thần diệt cốc mà có kết cục tốt. Tại sao sao? Hôm nay không chỉ là Bác Khắc Hy Nhĩ kia mà ngay cả ngươi đều phải chết. Kiệt Sâm đã mặc lên tiếng. Tiểu Tú, chẳng lẽ người không sợ đắc tội với thần diệt cốc ta sao? Tất Tiết vô cùng hoảng sợ, hắn giống to. Kiệt Sâm huynh đệ, không thể giết Tất Tiết. Ở một bên, thành chủ của bái nhân Lý Hy cũng kinh hãi phải kêu lên. Kiệt Sâm khoát tay chặn lại, ngăn trở lời khuyên can của bái nhân Lý Hy. Thần diệt cốc là cái quái gì? Đắc tội với Kiệt Sâm ta thì ắt phải chết, không có đất chôn. Trong lúc nói chuyện, Kiệt Sâm trực tiếp vỗ một chưởng lên đầu của Tất Tiết. Một cỗ linh lực đáng sợ xuyên thấu qua tay phải của Kiệt Sâm, bổ mạnh vào trên đỉnh đầu của Tất Tiết. Biểu lộ của Tất Tiết lập tức ngừng động lại. Thất thểu, hắn đều chảy ra máu tươi, hai mắt trợn trừng. Hắn nghĩ mãi câu không ra, hai đồng tử mang theo sự kinh hãi thoáng cái co lại dần, triệt để mất đi thần thái. Thi thể của Tất Tiết vô lực ngã nhào trên mặt đất, thẳng đến khi chết, mắt của Tất Tiết vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này đây, một mảnh im lặng, ngự trị quanh thành Đoan Mộc. Tất cả mọi người không ai dám thở một cái nào, sắc mặt trắng bệch, bờ môi thì run rẩy. Một trong thất vương của thần diệt cốc, hóa diễm pháp vương Bạch Khắc Hy Nhĩ đã chết. Tất Tiết đại sư rực xuôi đường cũng là núi gót. Nếu để cho thần diệt cốc này biết được tin tức, vậy thì một hồi tai nạn này sẽ xảy đến với thiên hải đại lục. Ánh mắt của mọi người nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều mang theo vẻ hoảng sợ, giống như là nhìn thấy một đôi tình nhân ác quỷ. Thành chủ bái nhân Hỷ Lý Hy, đa tạ người đã khoản đãi ngày hôm nay. Chúng ta thực sự là còn có việc nữa, không thể ở lại thêm, cáo từ. Kiệt Sâm lên tiếng, từ biệt với thành chủ bái nhân Lý Hy còn đang ngốc ngốc đứng ở một bên, cả người chậm rãi bay lên. Khắc Lôi Nhã, đi thôi. Kiệt Sâm lên tiếng. Lúc này, hai đạo lưu quang đỏ sẫm phóng lên, lập tức vạch phá về phía chân trời, biến mất ở cuối tầm mắt, chỉ còn lại thành chủ bái nhân Lý Hy và rất nhiều dân chúng thành Đoan Mộc đang ngốc trệ đứng đó. Thiếu gia, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đến thần diệt cốc kia hay sao? Trên bầu trời, Khắc Lôi Nhã đang sóng vai bảy vuốt cùng Kiệt Sâm hiếu kỳ lên tiếng. Không, trước tiên chúng ta phải đến Linh Châu, trung ương của thiên hải đại lục để tìm lãnh địa gia tộc Bắc Ninh, phần bộ của Linh Dược Sư Tháp. Kiệt Sâm lạnh nhạt nói. Kỳ thực, sở dĩ lúc trước Kiệt Sâm đánh chết Bạch Khắc Ni Nhĩ và Tất Tiết, triệt để là đắc tội với thần diệt cốc cũng không phải là Kiệt Sâm tâm ngoan thủ lạt,
mà là từ trong miệng của thành chủ bái nhân Lý Hy, Kiệt Sâm biết được trong những năm gần đây, linh dược học gia tộc Bắc Ninh, phân bộ của linh dược sử tháp không ngừng phát triển, nên chẳng phải thần diệt cốc. Trải qua mấy lần giao phong, gia tộc Bắc Ninh và thần diệt cốc đã triệt để đối lập, trở thành tử địch của nhau. Coi như không có chuyện này, thì hôm nay Kiệt Sâm là đại tháp chủ của linh dược sử tháp, sớm muộn gì cũng đứng về phía đối lập với thần diệt cốc. Mà không lâu sau khi Kiệt Sâm và các Lôi Nhã rời khỏi thành Đoan Mộc, hăng hái bay vút về phía Linh Châu trung ương của đại lục. Hết thảy sự tình phát sinh tại thành Đoan Mộc này đã chuyển ra ngoài với tốc độ nhanh như tia chớp. Tin tức này chưa bao giờ nhanh như vậy, chỉ là một ngày đã truyền khắp thiên hải đại lục, chấn kinh tất cả mọi người. Ở trung ương đại lục, Linh Châu, chủ thành của Cửu Linh. Nơi này là một tòa phủ đệ hoa lệ trong thành Cửu Linh, vô cùng rộng rãi, trang trọng và tráng lệ. Diện tích của cả tòa phủ đệ này cũng rất lớn, giống như là một cự thú nằm ngang trung ương thành Cửu Linh, trấn thủ cả tòa thành Cửu Linh. Thành trì to lớn này chính là đệ nhất gia tộc Linh Châu, gia tộc cao cấp nhất của cả đại lục, linh dược thế gia đệ nhất đại lục, phủ đệ gia tộc Bắc Ninh. Giờ phút này đây, ở một thư phòng sâu trong phủ đệ gia tộc Bắc Ninh, một gã trung niên tóc quan màu nâu, khỏe mạnh cường tráng ngồi ngay ngắn ở trước một linh mục cẩn thận xem xét phần tin tức ở trước mặt, mà ở trước mặt hắn chính là vài gã lão giả tàn ra khí tức kinh người, vô cùng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tộc trưởng Lôi Thiết Tử, thần giới cốc quả thực là càng ngày càng càn quấy, không thể chịu nổi nữa rồi. Công nhiên là phải thủ hạ liên lạc với tất cả các đại gia tộc linh dược ở trên châu để tiến hành chèn ép tất cả các linh dược các của gia tộc Bắc Ninh ta trên đại châu. Bây giờ là một ít linh dược các của các tộc ta đã không thể nào khai mở trên đại lục này nữa. Có như là tiếp tục duy trì thì cũng không thể nào được như xưa. Một lão giả tròm râu hoa râm, mặc trường bào màu vàng tràn đầy vẻ giận dữ lên tiếng. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.